Ư, ừ, suy nghĩ đầu tiên của hắn ta chính là giữ gìn sự ổn định cho quán trọ yêu nguyệt. Lão cẩu lắc đầu, không biết, có điều chắc không đến nỗi quấy rối tại quán trọ khách sạn đâu, đừng nói hai người họ, coi như cho trên dưới lưu tiên tông 100 lá gan cũng không dám, đám người hắc mẫu đơn thì càng không có lá gan ấy, ngược lại tên hiên viên đạo không biết có lai lịch gì kia. Trường quầy nghĩ lại thấy cũng đúng, chẳng qua vì lý do cẩn thận, vẫn căn dặn, gọi thêm mấy người, kêu họ trông chừng những người này cho kỹ, không cho phép bất kỳ kẻ nào sinh sự tại quán trọ yêu nguyệt vâng ạ à, lão cầu khẽ gật đầu nhanh chóng rời đi đêm đó như hiếu đạo kêu thêm mấy người ở quán trọ gọi một bàn rượu ngon thức ăn ngon tính cả đám người hắc mẫu đơn đây xem như lần đầu tiên cả một đám ngồi ăn cơm cùng một chỗ sau một lần nâng ly cạn chén lấy lòng như hiếu đạo để ly rượu xuống chính thức thông báo đêm nay mọi người nghỉ ngơi cho thật tốt nên thu dọn thì sớm thu dọn đi mấy người nhìn nhau nghe ý trong câu này là phải đi ư nhất là đám người hắc mẫu đơn, chẳng phải đã nói sẽ ở lại nửa năm à. Hắc mẫu đơn hỏi, đạo gia, phải đi ư. Đối với xương hô, đạo gia của hắc mẫu đơn, khóe miệng lôi tông khang bỗng mấp máy, bất mãn trong lòng, một con chó nhà có tang cũng dám để cho người ta xương ra. Nghiêu hiểu đạo khẽ vuốt cầm, ngày mai xuất phát, hắc mẫu đơn hỏi, đi đâu ạ? À? Nghiêu hiểu đạo đáp, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Hắn vẫn có thói quen nói không hết ý, hắc mẫu đơn khẽ gật đầu, bèn không tiếp tục hỏi nữa, chỉ là trong lòng nói thầm, không biết cuối cùng vị đạo gia này muốn làm gì, căn cứ vào đủ loại dấu hiệu trước đó để phán đoán, rõ ràng là muốn tiếp cận toa huyễn lệ, sau khi có thể tiếp cận thành công lại giữ vững khoảng cách. Nàng cho rằng như hiểu đạo đây là đang lạt mềm buộc chặt, nhưng bây giờ lại bảo ngày mai rời đi, đây không giống như là lạt mềm buộc chặt, chẳng lẽ mình đã đoán sai, cuối cùng vị này muốn làm gì đây? Sau khi ăn xong, như hiểu đạo lại đi dạo chợ đêm bên dưới cổ thành, đến cửa hàng vạn thú môn mua một số trứng nguyệt điệp, chuẩn bị ấp ra một con hồ điệp phát sáng, sau này cũng thuận tiện làm việc buổi tối. Nghiêu hữu đạo tính một lần mua 10 quả trứng bướm, kích cỡ của từng quả tương đương với kích cỡ của Thúy Ngọc Trân Châu, trứng bướm bình thường chắc chắn không lớn bằng như vậy. Giá tiền không rẻ, một quả trứng bướm phải mất 100 kim tệ, 10 quả tiêu tốn 1.000 kim tệ. Sai tiền rồi, chẳng qua vạn thú môn cũng rất cẩn thận hướng dẫn khách hàng, tặng kèm dụng cụ dùng để ấp trứng, dạy cách khống chế ấp thế nào. Sau khi một đám trở về quán trọ, tất cả về phòng mình nghỉ ngơi. Như Hữu Đạo và Viên Phương thì ở trong phòng hành hạ trứng bướm, lấy một cái hộp gỗ nhỏ lớn chừng bàn tay, mở nắp ra xem xét, mùi thơm ngát sâu thẳm, bên trong là thứ có hình dạng như cháo đủ mọi màu sắc, gọi là bách hoa nê gì đó, theo lời vạn thú môn giải thích, là lấy trăm hoa đập nát cộng với bùn biển chế thành. Trên thượng thanh thập di lục có ghi chép, trong bách hoa nê này chắc chắn còn có bí phương gì đó. Bách hoa nê mà những người khác chế biến căn bản ấp không ra, Tiểu Nguyệt chỉ có bách hoa nê do Vạn Thú môn chế biến mới được. Mà cũng rất kỳ quái, không biết Vạn Thú môn dùng biện pháp khác biệt gì, trứng ấp được Vạn Thú môn ra ngoài toàn là bướm đực, không có một con bướm cái biết đẻ trứng nào. Có thể nói Vạn Thú môn vẫn luôn nắm chặt con đường làm ra tiền này trong tay của mình. Dựa theo phương pháp Vạn Thú môn dạy cho, hai người cắt tay của mình, nhỏ không ít máu vào trong hộp gỗ nhỏ, tiếp đó khuấy đều máu của mình và bách hoa nê cho hòa tan hoàn toàn. Sau đó hai người lại lấy một trứng bướm, tiểu nguyệt, ra, chôn vào trong bùn hoa này. Theo lời giải thích của vạn thú môn, sau khi trứng bướm được vùi sâu rồi, nó sẽ hấp thu huyết khí và tinh hoa của trăm hoa, đợi đến khi bé sâu tiểu ra hỏa trong trứng phá đất chui lên, sẽ ăn ánh sáng trong hộp bách hoa nê, tiếp đó kết kén lần nữa, đợi khi nó phá kén chui ra, là thành công trở thành một con nguyệt điệp phát sáng. Tóm lại quá trình rất đơn giản, căn bản không cần người mua quan tâm cái gì, vạn thú môn đã giúp người mua đơn giản hóa toàn bộ quá trình phức tạp rắc rối, cuối cùng ấp sao nguyệt điệp hấp thu huyết khí của ai thì sẽ nhận người đó làm chủ. Khẽ bôi thuốc trị thương lên vết thương, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lấy một cái túi nhỏ tương tự như túi thơm bỏ hộp vào đựng, treo ở trên thắt lưng. Lôi tông khang về phòng ngồi một lúc, lại mở cửa đi ra, sau khi nhìn xung quanh cửa ra vào một lúc, gã bước nhanh rời đi. Một hai câu thơ đầu trong bài lậu thất minh của tác giả Lưu Vũ Kích Thời Trung Đường. Dịch nghĩa, núi dẫu không cao, có tiên nên danh, sông dẫu không sâu, có rồng nên linh. Chương 195, Bạch Ngọc Lâu 1. Đi vào lâm viên xuyên qua lầu dưới, đi tới bên ngoài phòng khách ở gian khác trên lầu đối diện, tiếp tục nhìn chung quanh một lần, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, sau khi cửa mở, chuồn vào trong. Mở cửa đón gã vào không phải ai khác, chính là Thôi Viễn. Cửa khép lại, hai người gặp mặt nhau cùng ngồi xuống, Thôi Viễn hỏi, có chuyện gì ư? lôi tông khang thấp giọng nói ngày mai hắn sẽ xuất phát rời đi thôi viễn nhíu mày chẳng phải ngươi nói hắn muốn ở lại đây nửa năm ư lôi tông khang trả lời thôi ra ta cũng không hiểu hắn nghĩ như thế nào hắn nói muốn đi ta có thể cản hắn ư thôi viễn muốn đi đâu lôi tông khang không biết thôi viễn ngươi không thử hỏi chút nào ư lôi tông khang người này rất kín miệng lòng giả có hơi sâu hắc mẫu đơn hỏi cũng không hỏi ra manh mối gì thôi viễn cân nhắc một lát vỗ vỗ vai gã, được. Ngươi về trước đi, có chuyện gì thì kịp thời báo cho ta biết. Lôi Tông Khang khẽ gật đầu, trước khi ra ngoài thôi viễn lại quan sát chung quanh một lần, sau khi xác nhận không có ai, sau lưng vòng tay ra sau lưng, Lôi Tông Khang nhanh chóng rời đi, thôi viễn thì trở vào phòng. Lôi Tông Khang về lại phòng mình không được bao lâu, chờ một lát thôi viễn lại ra cửa, nhanh chóng rời khỏi quán trọ. Tầng cao nhất của quán trọ, trong một căn phòng, trưởng quầy khoanh chân ngồi nhập định tu luyện, không phải lúc nào hắn ta cũng canh giữ mọi lúc mọi nơi ở sảnh lớn cũng có thời gian của riêng mình cốc cốc ngoài phòng vang lên tiếng đập cửa trưởng quầy chậm rãi thu công mở mắt ra nói vào đi lão cầu mở cửa đi vào lại gần thông báo trưởng quầy vừa rồi tên lôi tông khang kia lại lén lút chui vào phòng của thôi viễn sau khi quay về thôi viễn cũng rời khỏi quán trọ người được phái đi theo dõi hồi báo nói thôi viễn trở về cửa hàng của lưu tiên tông ạ trưởng quầy thả hai chân xuống chắp tay đi vài vòng trong phòng Hếp mắt nói, tên Hiên Viên đạo và Lưu Tiên tông này cùng nhau cấu kết làm bậy rốt cuộc là muốn làm gì? Hiện giờ hắn ta lo lắng chính là những gì mà Tổng quản Hướng Minh đã nói, không chừng tên Hiên Viên đạo này là đang cố ý tiếp cận thành chủ, lén lén lút lút sau lưng không thông báo không biết có phải là hướng về phía thành chủ hay không, nếu thật vậy mà nói, cho hắn ta 100 lá gan hắn ta cũng không dám nuốt số tiền 10 vạn kim phiếu kia vào bụng. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy không có khả năng hướng về phía thành chủ mà nói, còn dám lén lén lút lút gặp mặt tại quán Trọ Yêu Nguyệt, đầu óc tương đương với có bệnh rồi." Lão Cẩu nói, "Trưởng Quầy, ta thấy không giống như là Hiên Viên Đạo đang cấu kết làm bậy với Lưu Tiên Tông đâu, càng giống như là đám người hắc mẫu đơn đang lén lút mượn danh Hiên Viên Đạo cấu kết làm bậy với Lưu Tiên Tông đó." "Hừm, Trưởng Quầy bỗng nhiên xoay người, quay đầu lại hỏi, làm sao mà biết?" Lão cầu đáp, "Trưởng Quầy, người nghĩ xem, nếu thật sự là Hiên Viên Đạo muốn cấu kết làm bậy với Lưu Tiên Tông, còn cần dùng Lôi Tông Khang làm trung gian ư?" đâu phải mọi người không biết hắc mẫu đơn bọn họ đã đứng chung một chỗ với hiên viên đạo cần gì vẽ vời cho thêm chuyện hai bên trực tiếp thông đồng không được à hơn nữa nhìn dáng vẻ lén lén lút lút của tên lôi tông khang kia hình như cũng cố ý tránh chạm mặt với hiên viên đạo và người của lưu tiên tông lôi tông khang là sau đó mới một mình chạy tới gặp người của lưu tiên tông theo ta thấy hình như hắc mẫu đơn và người của lưu tiên tông đang lén lút mưu đồ bí mật gì đó sau lưng hiên viên đạo đấy trường quay chậm rãi gật đầu nói có lý sau khi hắn ta suy nghĩ tới suy nghĩ lui một lúc bỗng xoay người nói lão cẩu người đến chỗ hiên viên đạo bên kia chào hỏi một tiếng cứ nói ta muốn mời hắn uống trà chỉ mời một mình hắn thôi lão cẩu hơi sửng sốt trường quầy không phải người muốn nhắc nhở hắn đó chứ chúng ta không cần thiết nhúng tay vào việc này đâu tóm lại chúng ta nhìn chằm chằm được rồi không để cho bọn họ ầm ý sinh sự trong quán trọ của chúng ta là được những chuyện khiến thì mặc kệ bọn họ đi chúng ta cũng không quản được nhiều như vậy việc không liên quan đến chúng ta mà trường quầy lạnh nhạt nói hôm nay hiên viên đạo đã gặp mặt thành chủ ấy lão cầu ngơ ngẩn hoài nghi hỏi tên hiên viên đạo này có lai lịch ra sao ạ thành chủ gặp hắn làm gì trường quầy đáp chuyện của thành chủ là chuyện ngươi có thể hỏi tới sao không nên hỏi thì đừng hỏi ta tự có tính toán làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm đây có một số việc hắn ta không tiện nói rõ lo lắng nhiều hữu đạo làm ra chuyện gì đó ở quán trọ yêu nguyệt con mẹ nó hắn đưa 10 vạn kim phiếu kia là dùng để chặn miệng của mình. Nếu thật sự làm ra chuyện gì đó, hắn ta không gánh nổi trách nhiệm ấy đâu, quay đầu chuyện nghiêu hữu đạo ẩm ý sinh sự rơi vào trong tay người của phủ thành chủ. Nếu chuyện này bị lan truyền ra mà nói, thì hắn ta sẽ rất lung túng, đây chính là 10 vạn kim tệ, không phải một số tiền nhỏ, nói là tiền thưởng hình như có hơi sai. Hắn ta định bụng trước tiên thăm dò hướng gió xem sao, nếu tình huống không đúng mà nói, hắn ta lập tức nộp 10 vạn kim phiếu kia lên cho hướng minh. Dạ, lão cầu khẽ gật đầu, không dám hỏi nhiều, quay người rời đi. Nghiêu Hữu Đạo và Viên Phương đã ngủ rồi, hôm nay tất cả mọi người nghỉ hơi sớm, ngày mai phải xuất phát, cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Nói là ngủ rồi, thật ra thì đều ngồi khoanh chân nhập định tu luyện. Có Linh Nguyên Đan giúp đỡ, Viên Phương rõ ràng nhận thấy được tiến độ tu luyện tăng nhanh. Đạo lý rất đơn giản, lúc tu luyện ngoại trừ tự bản thân có thể hấp thu linh khí đất trời ra, còn có thể đồng thời hấp thu linh khí bên trong Linh Nguyên Đan, tiến độ không tăng nhanh mới lạ đấy. Còn tiến độ tu luyện của Ngưu Hữu Đạo thì càng nhanh hơn, người khác là hấp thu linh khí chuyển hóa thành bổn nguyên hữu dụng, còn hắn thì trực tiếp hòa hợp bổn nguyên của Đông Quách Hạo Nhiên mình có. Sau khi tu vi đột phá đến cảnh giới trúc cơ, hắn rõ ràng cảm giác được tốc độ dung hợp bổn nguyên của Đông Quách Hạo Nhiên đột nhiên tăng tốc, dọc theo con đường ấy đến nay, đạo truyền pháp hộ thân phù thứ ba còn lại phân nửa đã bị hắn luyện hóa thành của mình toàn bộ, giờ đang luyện hóa đạo thứ tư. Luyện khí kỳ cùng luyện hóa với hai đạo truyền pháp hộ thân phù thì có thể đạt tới cảnh giới sánh bằng luyện khí đỉnh phong, Nưu Hữu đạo đã nhận ra dung lượng tích trữ của cảnh giới trúc cơ kỳ vượt xa luyện khí kỳ. Điều này cũng chẳng có gì lạ, có thể giải thích được, nếu tương tự với luyện khí kỳ thì mới lạ đấy. Nhưng vấn đề là, Nưu Hữu đạo đánh giá sơ qua, không biết sau khi luyện hóa 30 đạo truyền pháp hộ thân phù còn lại bên trong người thì tu vi có thể đạt tới cuối trúc cơ kỳ hay không, nhưng đạt tới trung kỳ chắc là không thành vấn đề đông quách hạo nhiên đã từng là cao thủ kim đan kỳ thế nhưng lúc ấy truyền pháp đã thân chịu trọng thương tu vi hao tổn quá lớn không cách nào truyền cho hắn toàn bộ tu vi kim đan kỳ nhưng nói đi thì cũng phải nói lại một thân tu vi hoàn chỉnh như đông quách hạo nhiên vậy thì đại biểu không có việc gì đoán chừng cũng cũng không chuyện truyền pháp này chuyện thế gian cái gọi là được cái này thì mất cái kia đơn giản chính là như vậy cốc cốc ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa hai người mặt đối mặt ngồi khoanh chân trên giường đồng thời mở hai mắt ra không biết đêm hôm khuya khoát ai lại chạy tới gõ cửa. Không để cho người trực tiếp tiến vào, viên phương đứng lên, chạy đến cửa ra vào mở cửa nhìn xem cuối cùng là thế nào. Sau khi trở về báo cáo, đạo gia là tiểu nhị của quán trọ, trước đó từng nhìn thấy bên cạnh quầy ở sảnh lớn, hắn ta nói có chuyện tìm ngài. Ừm, um, mời vào đi, như hiểu đạo khẽ gật đầu, hắn tin dưới tình huống bình thường cũng không ai dám gây chuyện ở quán trọ yêu nguyệt. chương 196, Bạch Ngọc Lâu 2 Viên Phương quay ra mở cửa, nhường đường cho tiểu nhị bước vào, người đến chính là lão cầu. Biết tin hôm nay vị này đã gặp mặt cùng thành chủ, lão cầu tỏ thái độ rất khách khí, vừa không người vừa gật đầu, khách quan, trưởng quầy của chúng tôi cho mời. Trưởng quầy, như hữu đạo nhớ tới chuyện gặp gỡ vào ban ngày, mỉm cười hỏi, không biết triệu kiến vì chuyện gì. Lão cầu cười trả lời, không phải triệu kiến gì đâu ạ, à, trưởng quầy nói mời khách quan đến uống trà. Uống trà, như hữu đạo hơi sừng sốt, bỗng dưng mời hắn uống trà. Hắn không tin lắm, chắc chắn là có chuyện gì đó. Thả hai chân xuống, đứng dậy sửa sang quần áo, cười ha ha nói, chủ nhân cho mời, mỗ không dám không theo. Phát tay ra hiệu xuống đi, lúc này viên phương muốn đi theo, ai ngờ lão cẩu lại đưa tay ngăn viên phương lại, nói xin lỗi, trưởng quầy nói, chỉ mời một mình khách quan. Ừm, mắt nghiêu Hữu đạo lập lè, vừa cười nói, được, vậy ngươi ở lại đây đi. Phát tay ra hiệu cho viên phương ở lại, viên phương lập tức lấy bội kiếm của hắn ra dâng lên, để hắn mang theo phòng thân. Nghiêu hữu đạo thuận tay đẩy trở về, lắc đầu, cứ thế mà đi. Trong lòng hắn hiểu rõ, ở quán trọ yêu này, nếu trưởng quầy thực sự muốn đối phó với hắn, mang theo kiếm cũng vô dụng, không bằng quang minh lỗi lạc thì hơn. Hai người ra khỏi phòng, lão cầu một đường dẫn dắt, mang theo nghiêu hữu đạo đến tầng cao nhất của quán trọ, gõ cửa phòng trưởng quầy. Đi vào nhìn thấy trưởng quầy đang ngồi đó pha trà, nghiêu hữu đạo tới hai người nhìn nhau cười một tiếng, trưởng quầy phất tay cho lão cầu lui ra, lại đưa tay về phía đối diện, ra hiệu mời Nưu Hữu Đạo ngồi. Nưu Hữu Đạo đánh giá sơ căn phòng một lần, bày biện đơn giản, trong lòng phán đoán đây chỉ là chỗ đặt chân của đối phương, mà không phải là trốn trở về. Sau khi đi đến ngồi ở đối diện, Nưu Hữu Đạo cười hỏi, "Trưởng quầy Triệu Kiến, không biết có gì chỉ giáo?" Trưởng quầy chỉ chỉ bếp trà còn chưa nấu sôi nước, mỉm cười đáp, "Uống trà." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong lòng đều hiểu rõ, uống trà chỉ là lấy cớ, Nưu Hữu Đạo chắp tay, còn chưa biết tôn tính đại danh của trưởng quầy. Trưởng quầy da rẻ trắng noãn vuốt vuốt sâu, Bạch Ngọc Lâu. Người thường xuyên ở lại trong thành này chắc là đều biết. Nghiêu hữu đạo nhẹ nhàng vỗ tay, sợ hãi than nói, tên rất hay, tên rất hay. Bạch Ngọc Lâu cười ha ha, không biết hiên viên huynh đệ là đệ tử môn nào phái nào. Nghiêu hữu đạo lắc đầu trả lời, tán tu vân du tứ hải thôi. Tán tu, Bạch Ngọc Lâu ngoài cười nhưng trong không cười nói, tiện tay tặng người 10 vạn kim phiếu ngay cả mắt cũng không chấp cái nào, khí phách này không giống như tán tu có thể có, khí độ này ngay cả bạch mỗ cũng cảm thấy không bằng đâu. Lời này rõ ràng không tin đối phương là tán tu, hành động tiếp theo càng phát ra như vậy, sờ so xoáng lấy 10 vạn kim phiếu kia ra, trực tiếp đẩy tới trước mặt như hữu đạo, đối phương không chịu lộ ra ngọn ngành thực sự, vậy ông ta không dám giữ lại số tiền này. Ông ta thấy buồn bực, trước đó sao mình lại bị ma quỷ ám ảnh nhận số tiền này, làm giờ phải lo lắng đề phòng. Về sau nghĩ đi nghĩ lại, ông ta chưa hẳn có thể thấy vừa mắt với hơn mấy trăm ngàn một hai vạn ông ta vẫn có thể đối mặt với lý trí thật sự là đối phương ra tay quá ác rồi một lần chính là 10 vạn kim tệ dưới sự bất ngờ hại ông ta nhịn không được như Hữu đạo kinh ngạc trưởng quầy đây là ý gì bạch ngọc lâu trả lời lễ quá nặng ta chẳng qua chỉ là một trưởng quầy trong quán trọ cũng không giúp được cho lão để cái gì thật sự là nhận mà ngại không chịu nổi như Hữu đạo bình tĩnh đáp giang hồ cưới ngựa gió cũng tốt mưa cũng được đi là đường, quen là bạn bè, chỉ cầu trên đường ít long đong, chưa từng nghĩ tới đòi lấy thứ gì, trước giờ cũng không chủ động thêm rắc rối cho bè bạn, trưởng quầy suy nghĩ nhiều. Nếu ngại số tiền này phỏng tay, cho rằng có người đang mưu đồ làm loạn, cũng dễ thôi. Hắn thi pháp trực tiếp đưa tay bắt lấy ấm trà nóng hổi nhấc nó lên, cầm 10 vạn kim phiếu trên bàn bèn muốn vứt vào trong lò than. Mẹ kiếp, khóe miệng bạch ngọc lâu giật một cái, vội vươn tay bắt lấy cổ tay của Ngưu hữu đạo. Hai người đối mặt, nhiều hữu đạo từ từ đặt ấm trà trở về trên lò than, Bạch Ngọc Lâu cũng chậm chậm buông lỏng cổ tay hắn ra, thở dài, lão đệ nhận lại là được, 10 vạn kim tệ như này mà đốt đi há không phải đáng tiếc ư. Bao nhiêu tán tu ngoài kia vì 10 vạn kim tệ này chịu làm đổ máu kia kia. Xem như ông ta phục vị này, 10 vạn kim tệ nói đốt là đốt. Thả kim phiếu lại lên bàn, nhiều hữu đạo đẩy trở về trước mặt ông ta, mặc cho đối phương xử trí. Bạch Ngọc Lâu không nhận lấy, nhàn nhạt hỏi lão đệ có giao tình cùng lưu tiên tông bắt đầu dò xét ý nghiêu hữu đạo lưu tiên tông nghiêu hữu đạo hơi sửng sốt cho rằng đối phương đã biết nội tình của mình âm thầm sợ hãi thán phục cho đến nay hắn chưa tiếp xúc nhiều với người tu hành lắm tự nhận ở thành trích tinh này không ai nhận ra mình mới đúng xem ra thế lực đứng sau thành trích tinh này quả nhiên lợi hại vượt xa sự tưởng tượng của mình có cơ hội ngược lại phải tìm tòi cho rõ ràng đường đi nước bước trong đó cho thật tốt hắn mơ hồ thấy hơi lo lắng chẳng lẽ Lưu Tiên Tông cũng là một trong số những thế lực dưới tay La Thu? Hỏi ngược lại, trưởng quầy nói chính là Lưu Tiên Tông Yến Quốc. Bạch Ngọc Lâu, theo ta được biết, thiên hạ này chỉ có một môn phái tên là Lưu Tiên Tông. Như hiểu đạo, ngược lại ta thấy vô cùng hiếm, Lưu Tiên Tông, chưa nói tới giao tình, thù ngược lại đúng là có. Hay là đừng tiết lộ lai lịch của mình, có thù, ánh mắt Bạch Ngọc Lâu vừa nhấc, hình như hiểu ra gì đó, nước trà trên bếp đã đun sôi, ông ta nhấc ấm châm cho hai bên mỗi bên một chén, hỏi xảy ra chuyện gì nhìn thái độ của đối phương hình như là mình quá cả nghĩ rồi nghiêu hữu đạo từ từ trả lời cũng không có gì lưu tiên tông có mấy đệ tử chết tại trên tay của ta thôi vì sao đang yên lành trưởng quầy lại nhắc tới lưu tiên tông có lẽ trong lòng bạch ngọc lâu cũng hiểu rõ nhàn nhạt nhắc nhở sợ là lão đệ phải cẩn thận người bên cạnh của mình hơn nghiêu hữu đạo híp hai mắt lại giải thích thế nào người của lưu tiên tông đã đến quán trọ hai người một người tên hoàng ân bình một người tên thôi viễn đều là người của cửa hàng lưu tiên tông trong thành này bạch ngọc lâu nhắc nhở một tiếng nghiêu hữu đạo lập tức bưng trà kính ông ta chờ câu nói tiếp theo của ông ta bạch ngọc lâu nâng chén hơi bày ra nhìn lướt qua nước trà thành trích tinh địa vị cao cả có một số việc không liên quan đến chuyện của quán trọ vốn dĩ ta không nên nhiều lời nhưng nể tình hôm nay lão đệ khiến thành chủ vui vẻ ta bèn nói hơn hai câu chắc hẳn đệ biết lôi tông khang đêm nay các người còn cùng ngồi ăn cơm sau khi người của lưu tiên tông đến đây trọ lại đã lén lút gặp mặt lôi tông khang hai lần, một lần là vào ban ngày, một lần là không lâu sau khi các người cùng dùng cơm chiều. Ta không rõ tình hình cụ thể là thế nào, trước mắt chỉ có như vậy thôi. Như Hiếu Đạo đặt chén trà bên môi từ từ mút lấy nước trà, ánh mắt lập lè quỷ quyệt, không biết đang suy tư điều gì. Đợi suy nghĩ chắc chắn rồi, sau khi tính hồn lại, Như Hiếu Đạo hai tay nâng chén, sau đó ngang đầu uống một hơi hết sạch nước trà, biểu đạt lòng cảm ơn. Bạch Ngọc Lâu nâng chén bên miệng, hấp một cái đầy ý nhị, Nghiêu hiếu đạo cầm ấm trà châm đầy cho ông ta, phần nhân tình này ta nhớ kỹ, ngày sau nếu có cơ hội, sẽ hậu báo thỏa đáng. Bất kể trưởng quầy có xem ta là bạn bè hay không, ta nói lời giữ lời, tuyệt không thêm phiền phức cho bạn bè. Đêm nay, nếu chỗ ta bên này lại có người gặp mặt với người của Lưu Tiên Tông, trưởng quầy hãy để tiểu nhị đưa vò rượu đến phòng ta được không? Nếu thấy rắc rối, vậy quên đi, coi như ta chưa nói. chương 197, tình huống có biến một. Bạch Ngọc Lâu không đồng ý cũng không từ chối, bưng trà chậm rãi thưởng thức, đây cũng là thái độ. Cho nên Nhiều Hữu Đạo cũng không nói gì, chuyển chủ đề, trà này không tệ. Sau khi hai người tùy tiện hàn huyên một lúc, Nhiều Hữu Đạo đứng dậy chắp tay cáo lui, ngày mai ta sẽ rời khỏi thành trích tinh, ở đây xin cáo từ trước một tiếng. Bạch Ngọc Lâu dơ chén trà lên, không tiến, Nhiều Hữu Đạo khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi. Bạch Ngọc Lâu nghiêng mắt trên 10 vạn kim phiếu trên bàn, mỉm cười, thầm nói, người này thật thú vị. Cửa mở, lão cầu tiến vào, cũng nhìn thấy 10 vạn kim phiếu bày đầy trên bàn, kinh ngạc hỏi đây là. Bạch Ngọc Lâu cười ha ha lắc đầu, ta thấy hắn hôm nay có thể khiến thành chủ vui vẻ, thuận miệng nhắc nhở một phen, ai ngờ thế mà hắn lại có thủ với Lưu Tiên Tông, ném ra 10 vạn kim tệ tỏ lòng cảm tạ. Wow, lão cầu chật chật lắc đầu, tên này ra tay khá hào phóng nhỉ. Bạch Ngọc Lâu lấy ra 5 tờ, đẩy tới trước mặt hắn ta, không cẩn thận nhặt được một khoản thu nhập thêm, tất cả mọi người đều vất vả, cầm lấy chia cho các huynh đệ đi. Lão Cẩu cũng không khách khí, hắc hắc cầm vào tay, vậy ta xin thay mặt các huynh đệ cảm ơn trưởng quầy. Làm tốt chuyện của mình, Bạch Ngọc Lâu phất phất tay, đợi sau khi lão Cẩu vui tươi hớn hở rời đi, Bạch Ngọc Lâu mới cầm lấy năm tấm kim phiếu còn lại trên bàn, phe phẩy cảm thán một chút, vốn nên là bản thân mình độc chiếm, đảo mắt lại thiếu một nửa. Có điều sau khi chuyển đổi xử lý số tiền phi nghĩa này như vậy, đã mất đi bất kỳ nỗi lo gì về sau, coi như tổng quản có biết cũng không sao ông ta yên tâm thoải mái nhét năm tấm kim phiếu còn lại vào trong túi uống trà cũng thấy thơm hơn không ít viên phương canh giữ ở cửa ra vào sau khi nghiêu hữu đạo được mời đi y bèn chờ tại cửa ra vào nghiêu hữu đạo trở về viên phương vào phòng theo vừa đóng cửa tiến tới cạnh nghiêu hữu đạo hỏi đạo ra không sao chứ nghiêu hữu đạo lắc đầu chỉ là ánh mắt mù mịt nhìn về phía viên phương hơi nói không rõ ràng trong lòng thấy thật than thở tính cảnh giác của hầu tử rất cao giỏi về điều tra nếu có hầu tử ở bên cạnh mà nói, người xung quanh hơi dị thường sẽ rất khó trốn thoát con mắt của hầu tử, đây xem như là sự khác biệt giữa Viên Phương và hầu tử. Có điều hắn cũng không nói Viên Phương cái gì, Viên Phương còn thiếu kinh nghiệm ở phương diện này. Cũng không cần nói, chờ đến khi xảy ra chuyện tự nhiên có thể khiến Viên Phương nâng cao tính cảnh giác, lần sau gặp phải những chuyện tương tự, Viên Phương sẽ không đến mức thở ơ, đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp giám thị, ít nhất cũng phải giữ vững tính cảnh giác vốn có có một số việc nói hết toàn bộ hiệu quả không lớn, phải làm cho bản thân người đó tự mình tỉnh ngộ, đây chính là từng trải và có kinh nghiệm. Phất tay quét qua dập tắt nến trong phòng, Lưu Hữu đạo từ từ đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, chắp tay nhìn đèn đuốc leo lét bên trong thành, vẻ mặt bình tĩnh. Bên cạnh lại có người có thể lén lút cấu kết với người của Lưu Tiên Tông, còn mưu đồ bí mật gì đó thì không cần phỏng đoán nhiều làm gì. Nói là phản bội, chỉ sợ còn chưa tới mức, mới quen biết không bao lâu, còn chưa phải đi cùng một con đường người ta chưa nói gì phản bội ngươi có lẽ đều là vì chủ của mình chỉ là hắn đang suy nghĩ một vấn đề hắc mẫu đơn chẳng lẽ mình đã nhìn sai rồi hơi loại bỏ về cơ bản hắn có thể khẳng định chắc là sau khi mình tới thành trích tinh mới bị lưu tiên tông phát hiện nếu như sớm phát hiện ra mà nói chỉ sợ không cho phép mình đi vào thành trích tinh mà đã sớm ra tay ngay trên đường rồi như vậy hai người chỗ hắc mẫu đơn bên kia lén lút qua lại với người của lưu tiên tông dứt khoát chỉ có hai khả năng hoặc là Lưu Tiên Tông răng bẫy, cố ý để đám người Hắc Mẫu Đơn tiếp cận mình, lừa gạt mình, hoặc chính là sau đó tìm đến Hắc Mẫu Đơn bên kia. Sau khi hắn đến thành Trích Tinh, đi thẳng tới quán Trọ Yêu Nguyệt, cũng là hắn phát hiện đám người Hắc Mẫu Đơn trông mong canh giữ ở ngoài quán trọ trước tiên, khả năng bên Lưu Tiên Tông sớm bố trí không quá lớn. Nếu vậy, có thể loại trừ khả năng bên Lưu Tiên Tông răng bẫy cố ý để đám người Hắc Mẫu Đơn tiếp cận mình, vậy chỉ còn khả năng cuối cùng. Sau khi phân tích rõ suy nghĩ trong đầu, Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, đốt đèn. Đắm chìm ở trong bóng tối viên phương nhìn ra Ngưu Hữu Đạo có tâm sự, không có quấy giày, nghe vậy vâng một tiếng, ánh đèn trong phòng sáng lên lần nữa. Ngưu Hữu Đạo đưa tay đóng cửa sổ, quay đầu lại nói, lấy bản đồ tới đây xem xem. Viên phương lập tức lấy bản đồ ra khỏi tay nải, trải rộng ra trên bàn, bưng nến tới bên cạnh chiếu sáng. Ngưu Hữu Đạo đi đến bên cạnh bàn, tìm vị trí của thành trích tinh ở biên giới triệu quốc, ánh mắt thuận theo hướng đông bắc một đường đi tới biên giới Hàn Quốc nhìn trước một lần, sau khi dừng lại một lát, ánh mắt lại rời xuống hướng đông nam của thành Trích Tinh, rơi vào quận Thanh Sơn ở biên giới Yến Quốc. Sau đó, hắn vươn ngón tay ra rơi xuống con đường trên bản đồ này di chuyển một lần, lặp đi lặp lại con đường vừa đi vừa về, trên con đường lân cận phải đi qua con đường này, ngừng lại trên một vị trí tên là huyện Sơn Hồ, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai lần tại huyện Sơn Hồ, hình như hạ quyết tâm. Lão Hùng, kêu mấy người bọn họ tới đây một chuyến. Nghiêu Hữu Đạo nhìn chằm chằm bản đồ cất giọng nói, Viên Phương buông ngọn đèn xuống, vừa mới xoay người, Nghiêu Hữu Đạo lại bổ sung thêm một câu, đừng nói nhảm những lời không cần nói, kêu bọn họ tới đây là được. Dạ, Viên Phương nhanh chóng rời đi, trong lòng còn thầm nói, không biết đạo gia muốn làm gì. Viên Phương ra khỏi phòng trực tiếp đến gõ cửa phòng của Hắc Mẫu Đơn, không tiến vào, đứng ngay tại cửa ra vào chào hỏi với Hắc Mẫu Đơn một tiếng, kêu người của cô thức dậy đi, đạo gia gọi các người qua đó. Hắc mẫu đơn kỳ quái hỏi, chuyện gì vậy? Viên phương, không biết, xoay người bỏ đi mất. Hắc mẫu đơn đành phải làm theo, chỉ chốc lát sau gọi đoàn hổ, ngô tam lưỡng và lôi tông khang cùng thức dậy. Biết được là nghiêu hữu đạo tìm bọn họ, lôi tông khang cũng không nhịn được hỏi một tiếng, lão đại, muộn như vậy tìm chúng ta, chuyện gì thế? Không biết, hắc mẫu đơn lắc đầu, mấy người đi tới trước cửa phòng nghiêu hữu đạo gõ cửa, viên phương mở cửa để mấy người đi vào. Mấy người đi vào xem xét, thấy Nghiêu Hữu Đạo đứng trước bản đồ bày trên bàn, vây tới. Hắc Mẫu Đơn đưa mắt nhìn sắc mặt của Nghiêu Hữu Đạo, cười nói, đạo gia, có dặn dò gì ạ? À? Hữu Đạo nhìn mấy người xung quanh một lần, thở dài, ta vừa quyết định một chuyện, lần này sau khi các người đi cùng ta, hình như làm ra động tính có hơi lớn, ra vào khách sạn rước lấy một đám người nhìn chằm chằm, ta lo lắng lúc rời đi sẽ bị người trong lòng có quỷ để mắt tới. Lôi Tông Khang nghe vậy trong lòng giật thót, những người khác nhìn nhau, hơi gật đầu, đây là sự thật, hoàn toàn có khả năng. Hắc mẫu đơn thử hỏi, đạo gia, vậy ý của ngài là? Nghiêu hiểu đạo, để ổn thỏa hơn, ta sẽ hơi thay đổi kế hoạch rời đi, chúng ta tách ra đi. Vì để tránh bị người để mắt tới, tất cả mọi người đừng đến xung quanh chuồng ngựa, mà lựa cách đi bộ, tùy ý chọn một hướng bí mật mà rời đi. Hắc mẫu đơn gật đầu đồng ý, trên thực tế đây cũng là cách mà rất nhiều tu sĩ rời khỏi thành trích tinh, xung quanh là từng dãy núi rộng lớn, trốn vào trong dãy núi mượn địa thế che lấp lặng lẽ rời đi, nếu lại thêm cách cải trang ăn mặc mà nói, người như giọt nước trong biển cả, người ngoài rất khó ngồi chờ để phát hiện, trừ phi điều động một số lượng lớn nhân thủ vây quanh một vòng, nếu không người ngoài rất khó biết người đã bỏ chạy từ hướng nào. Nghiêu Hữu Đạo cùng đi quá gây chú ý, ngày mai các người mượn đường sông dẫn đầu bí mật rời đi, ta và Viên Phương sẽ chờ mấy ngày nữa, xem tình huống thế nào rồi chọn cơ hội bí mật rời đi. Chương 198, tình huống có biến thai cái gọi là đường sông là chỗ nước tuyết hòa tan trên núi cao, dòng sông được hình thành bên trong dãy núi, không ít tu sĩ rời khỏi thành trích tinh đều chọn cách nhảy vào nước sông, lặn xuống một nơi sau đó nổi lên mặt nước trốn vào trong dãy núi mênh mông, người ngoài rất khó phát hiện. Mấy người hai mặt nhìn nhau, hắc mẫu đơn cao mày hỏi, đạo ra, nếu như vậy thì sau này chúng ta hội họp thế nào? Nghiêu hiểu đạo đưa ngón tay chỉ vào một nơi trên bản đồ, huyện Sơn Hồ, chúng ta sẽ gặp lại tại quán trọ lớn nhất ở huyện thành huyện Sơn Hồ mấy người quay đầu nhìn xuống, nhớ kỹ, hắc mẫu đơn gật đầu đáp, được. Nghiêu hiểu đạo, cứ quyết định vậy đi, ngày mai các người còn phải lên đường, đi nghỉ ngơi cho sớm đi. Mấy người bèn cáo lui, đợi sau khi bọn họ rời đi, nghiêu hiểu đạo để viên phương thu dọn bản đồ, còn mình thì cầm bội kiếm kia vào tay, rút kiếm ra, lặp đi lặp lại quan sát kiếm phong một lần, cầm mảnh lụa trắng, ngồi trước đèn từ từ trà lau sạch sẽ, trong miệng thì thảo khẽ than, giang hồ. Nhóm người bên này ra khỏi phòng, lại cùng nhau tụ tập trong phòng của hắc mẫu đơn bàn bạc chuyện sau khi rời đi sau đó tất cả đều trở về phòng mình nghỉ ngơi sau thời gian một chén trà nhỏ lôi tông khang trở về phòng mình ngồi im một lát lại lặng lẽ mở cửa phòng mình ra nhìn chung quanh sau đó nhanh chóng rời đi xuống lầu xuyên qua vườn hoa tới trên lầu phía đối diện hắn không gõ cửa trực tiếp mở cửa tiến vào phòng của thôi viễn thôi viễn cũng mới vừa trở về không bao lâu còn đang suy nghĩ tối nay phải đi tìm lôi tông khang không ngờ lôi tông khang lại chủ động tìm tới cửa, cho nên ít nhiều gì cũng thấy hơi ngoài ý muốn, gặp mặt lập tức hỏi chắc là tình huống có biến phải không. Lôi tông khang gật đầu, thôi ra anh Minh, tình huống thật sự có biến, như hữu đạo thay đổi kế hoạch rời đi rồi ạ, à, chuẩn bị chia nhau ra từng nhóm rời đi. Nói rồi, hắn thuật lại toàn bộ kế hoạch mà vừa rồi như hữu đạo mới đưa ra. Thôi viễn thầm nói, tên này thật đúng là rất cẩn thận. Lôi tông khang, thôi ra, ngày mai bọn ta phải rời đi trước rồi, không thể ở bên cạnh hắn, có tình huống nào sợ là không thể tiếp tục thông báo kịp thời, cũng không biết rõ con đường mà hắn đi. Bí mật rời đi là lựa chọn trong dự đoán, không có gì là lạ. cho nên ta mang theo vật này tới. Thôi Viễn cười lạnh một tiếng, lấy ra một cái túi thơm đưa cho hắn ta. người mang thứ này trên người dự phòng đi. Lôi Tông Khang nhận lấy mở ra xem, chỉ thấy bên trong chiếc túi to chứa những hạt vàng nhỏ như hạt đậu nành, bên ngoài bọc một lớp sáp rất mỏng. ngạc nhiên hỏi đây là cái gì? Thôi Viễn, sáp phá hậu. Còn phát ra một loại dị hương, dễ cho ta bên này truy tìm tung tích của ngươi, ngươi chọn thời điểm giải ở trên đường, chỗ này của ta tự có biện pháp truy tìm ngươi." Lôi Tông Khang Kỳ quái nói, ta và hắn chia nhau ra làm việc, địa điểm gặp mặt cũng đã xác định là huyện Sơn Hồ, cớ gì thôi ra còn phải truy tìm tung tích của ta? "Thôi Viễn, chẳng may hắn lại thay đổi kế hoạch không gặp mặt ở huyện Sơn Hồ thì làm sao bây giờ? Ngươi còn có thể một mình thoát thân giữa đường hay sao?" trên đường tiến lên ngươi còn phải tùy thời liên lạc với bọn ta sẽ không quá thuận tiện. Kẻ này nhiều lần chạy thoát truy sát, có thể thấy được hắn rất xảo trá, không thể không phòng, người mang theo vật này trên người để phòng trước khỏi lo hậu hoạn. Lôi Tông Khang hiểu rõ, khẽ gật đầu, thôi viễn trần nở nụ cười, vỗ vỗ vai hắn ta, sư thúc ta đã đưa tin báo cáo sư môn, cực lực tranh thủ giới thiệu bảo đảm cho các người gia nhập. Lôi Tông Khang không biết có phải đối phương đang lừa dối hắn ta hay không, làm sao Lưu Tiên Tông lại để bụng chuyện của đám tán tu bọn họ được, không giúp bọn họ, bọn họ cũng chẳng dám đánh giám. Cho nên đối với việc này, thật ra hắn ta cũng không ôm hy vọng gì, hắn ta chỉ là mong có thể giúp bên này thoát khỏi rắc rối thôi, nếu Lưu Tiên Tông thật sự thiện tâm đại phát như vậy, vậy chỉ có thể xem như niềm vui ngoài ý muốn. Với hắn ta mà nói, rõ ràng chuyện này, bắt đầu từ một khắc lúc Lưu Tiên Tông tìm tới, thì hắn ta đã không có lựa chọn nào khác, không đồng ý hậu quả có thể tưởng tượng, Lưu Tiên Tông có thể buông tha hắn ta sao? Có thể buông tha bọn họ sao? Nhưng hắn ta còn phải giả bộ tỏ vẻ mừng rỡ, chắp tay nói, thôi ra yên tâm, lôi mỗ nhất định không phụ kỳ vọng. Tốt, ngươi nhanh về đi, tránh để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vẻ mặt thôi viễn ôn tồn, sau khi hai người chia tay, lôi tông khang lặng lẽ trở về phòng mình, còn thôi viễn sau đó lại rời khỏi quán trọ yêu nguyệt. Tầng cao nhất của quán trọ, lão cầu xuất hiện, gõ cửa phòng trưởng quầy lần nữa. Bạch Ngọc lâu vẫn chưa nghỉ ngơi, mà đang cầm bàn tính tính toán, lật sổ sách, ở dưới đèn lại cạch tính sổ. Trong lòng có chuyện, không quá an tâm, cho nên vẫn chưa nghỉ ngơi, ai kêu nhận tiền của người ta, chuyện người ta nhờ cậy, ông ta vẫn phải hơi ghi nhớ trong lòng. Lão Cẩu vừa đến gần, vừa bẩm báo trưởng quầy, Lôi Tông Khang lại tiến vào phòng của Thôi Viễn cùng gặp mặt ạ. À. Sau khi tách ra, Thôi Viễn bên kia lại trở về cửa hàng Lưu Tiên Tông. Bạch Ngọc lâu đáp, biết rồi, chờ đến khi lão Cẩu rời đi, Âm thanh lạch cạch tính toán mới dừng lại, Bạch Ngọc Lâu dựa vào ghế dựa, nói thầm một tiếng, thật đúng là bị hắn đoán trúng, liệu sự rất chính xác nhỉ, làm cái quỷ gì. Duỗi lưng một cái, đứng dậy rời khỏi phòng, chắp tay sau lưng từ từ đi tới sân khấu quán trọ. Thấy ông ta đi tới, tiểu nhị ngồi thế chỗ ông ta trên ghế chàng kỷ đứng lên, cười ha ha, trưởng quý, đã trễ như vậy, còn chưa nghỉ ngơi ạ. À. Bạch Ngọc Lâu lạnh nhạt nói, tính toán sổ sách một lát, ra ngoài hít thở không khí, bên này không sao chứ tiểu nhị đáp vẫn tốt hạ à, không có việc gì bạch ngọc lâu gõ tay xuống quầy vừa đụng phải khách nhân phòng số ất tử kêu đưa vò rượu vào dạ ta đi đưa liền tiểu nhị gật đầu đồng ý cúi người đặt vò rượu ở trên quầy tiểu nhị phất tay gọi một tiểu nhị khác trong sảnh tới dặn dò đối phương đem cốc tới phòng khách đã dặn bạch ngọc lâu xoay người chậm rãi ung dung ra khỏi quán trọ đứng trên bậc thang ngoài quán trọ chắp tay nhìn lên bầu trời đầy sao minh mông tâm tư bất định người bên hiên viên đạo không ngừng lén lút tiếp xúc với người của lưu tiên tông người bản thân hiên viên đạo cũng bắt đầu âm thầm phát lực ngay cả người đứng xem như ông ta cũng bị cuốn vào mớ bòng bong này tối nay không trăng hình như quán trọ trở nên hơi quỷ quyệt tên hiên viên đạo kia bảo ngày mai sẽ đi hy vọng tối nay đừng xảy ra chuyện gì mới tốt bầu trời dày đặc sao đêm không ngừng lấp lánh đèn đuốc trong thành leo lét đẹp thê lương núi cao đêm lạnh trong đêm tối yên tĩnh này trong lòng ông ta dưới sự yên tĩnh sóng mây quỷ quyệt huyện sơn hồ trong cửa hàng lưu tiên tông nghe thôi viễn bẩm báo trưởng quầy cao túc thông nhíu mày thầm nói một tiếng quay đầu nhìn hoàng ân bình đứng một bên nói lấy bản đồ tới đây xem sao hoàng ân bình đi vào chỉ chốc lát sau mang ra một tờ bản đồ mở ra ở trên quầy ba con nguyệt điệp dựng thẳng cánh sững sừng đậu trên sợi tơ chiếu sáng trưng khu vực bên dưới nơi chúng đậu không cần dùng đèn đuốc chiếu sáng nào khác ba người vây quanh trước bản đồ tìm kiếm một lát thôi viễn chỉ vào một chỗ nói nơi này sư thúc huyện Sơn Hồ ở đây. Ánh mắt ba người tập trung vào cùng một nơi, Hoàng Ân Bình sờ sờ cầm suy nghĩ, gặp mặt ở đây. Gia hỏa này từ Kim Châu chạy tới thành Trích Tinh, bây giờ lại muốn đến huyện Sơn Hồ, đây là muốn đi đâu. Cao Túc Thông xê dịch bản đồ, thuận theo hướng Đông Nam nhìn thẳng một đường, hình như hiểu ra gì đó, chỉ ngón tay vào huyện Sơn Hồ nói, đúng, không sai, trừ phi hắn muốn trực tiếp đi bộ lướt qua, hoặc là đi vòng quanh đường xa, nếu không trở về Kim Châu hoặc huyện Thương Lư mà nói, tránh không khỏi huyện Sơn Hồ, cưới ngựa trở về tất nhiên phải đi qua nơi đây. Hai người nhìn một lần so sánh với lộ trình mà hắn ta nói, bừng tỉnh đại ngộ, thôi viễn nói, xem ra là đến thành trích tinh mua sắm đồ vật, ra ngoài tản bộ một vòng vẫn phải về thương triều tông bên kia. chương 199, lại đổi ý rồi. Hoàng ân bình hư lạnh nói, cái mà thương triều tông gọi là cắt đứt quan hệ với hắn, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đơn giản là thoát khỏi trách nhiệm ngoài mặt, Tránh để người mượn cớ tiếp tục cấu kết cùng một chỗ với Thương Triều Tông không có gì lạ. Ngẩng đầu nhìn về phía Cao Túc Thông, sư thúc không thể để cho hắn trốn về Thương Triều Tông bên kia, nếu không có Thiên Ngọc Môn che chở, muốn ra tay nữa sẽ rất khó khăn. Thật ra trong lòng người của Lưu Tiên Tông đều hiểu, đám người Lưu Tử Ngư nói là chết trong tay của Ngưu Hữu Đạo, trên thực tế thực sự hạ sát thủ chính là đám người Bạch Diêu của Thiên Ngọc Môn, nhưng Lưu Tiên Tông không thể trêu vào Thiên Ngọc Môn chỉ có thể tìm bàn tay đen phía sau màn nghiêu hữu đạo này tính sổ trước, huống hồ nhà họ Tống cũng có ý như vậy. Thôi viễn, bây giờ quan trọng nhất chính là, hắn muốn để đám người hắc mẫu đơn dẫn đầu, thám tử mà chúng ta xếp vào bên cạnh hắn cũng không có cách nào nắm giữ hành tung cụ thể của hắn, chẳng ai biết cuối cùng hắn sẽ rời đi lúc nào, cũng có thể là đêm nay sẽ lén rời đi. Chỉ chỉ vào huyện Sơn Hồ, chỉ có thể ở đây chờ hắn tự chui đầu vào lưới. Cao Túc Thông nhìn chằm chằm vào bản đồ thở dài, đi một chuyến thì chạy một chuyến đi, tóm lại không thể tiếp tục để cho hắn chạy dưới tình huống hiện nay nếu còn để hắn và con gấu yêu kia chạy trốn sư môn không có cách nào bàn giao với nhà họ tống chúng ta cũng không mặt mũi nào bàn giao với sư môn hắn đưa tay chỉ chỉ hai người hai người các ngươi một người ở lại trông chừng cửa hàng giữ vững liên hệ tin tức trong ngoài một người khác thì tiếp tục về quán trọ nhìn chằm chằm có biến cố gì phải kịp thời thông báo ta mang bốn người khác tự mình đi một chuyến đến huyện sơn hồ lần này cần phải giải quyết cho xong kẻ này mới được Hoàng Ân Bình vội nói, chỉ là một tên nghiêu hữu đạo sao có thể để sư thúc tự mình chạy chân như vậy, cứ để bọn con đi giải quyết là được. Cao Túc Thông lắc đầu nói, không có gì là chạy chân hay không, nếu cứ tiếp tục để cho hắn chạy, Lưu Tiên Tông gánh không nổi người kia, nếu không phải sư môn cách nhau quá xa, không kịp điều động nhân thủ, ta chắc chắn sẽ xin sư môn tăng số nhân thủ tới giúp đỡ, bảo đảm tuyệt đối không sơ hở. Cho nên, lần này ta chẳng những phải đích thân ra ngựa, còn phải tìm nhân thủ ở các đường của linh tú sơn và phú vân tông tập trung lại đồng loạt ra tay lần này nhất định phải bố trí sẵn sàng thiên la địa võng ở huyện sơn hồ một lần thành công bắt hắn không thể xảy ra sơ sót hai người nhìn nhau linh tú sơn và phú vân tông cũng coi là thế lực một phương như nhà họ tống bình thường quan hệ giữa ba phái không thể nói là tốt đẹp bao nhiêu thậm chí còn có cạnh tranh chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại đối với chuyện như thế này chắc hẳn linh tú sơn và phú vân tông không dám không tận lực Tống Cửu Minh tuy đã xuống đài, nhưng có tin tức nói, đại tư không đồng mạch vẫn thường xuyên triệu kiến lão ta, bởi vậy có thể thấy được mở ám trong đó, Tống Cửu Minh có thể tái xuất bất cứ lúc nào, không ai dám khinh thường lão ta. Lần này sư thúc lại mời nhân thủ của hai phái này hỗ trợ một tay, thật đúng là không phải coi trọng bình thường, khiến hai người có cảm giác chuyện bé xé ra to. Nếu Cao Túc Thông đã nói tới nước này, hai người cũng chỉ có thể tuân mệnh làm theo. Cao Túc Thông viết một phần mật báo, để cho người ta lại bắt một con kim xí đến, gửi tin tức cho Lưu Tiên Tông bẩm báo tình huống thêm lần nữa. Sau đó Cao Túc Thông mang theo bốn tên đệ tử đứng dậy, xuất phát ngay trong đêm, như lời Thôi Viễn nói vậy, không biết Nhiêu Hữu Đạo sẽ rời đi lúc nào, cũng có thể là đêm nay sẽ lén rời đi, bọn họ phải đến huyện Sơn Hồ tiến hành bố trí trước. Mấy người mang theo hai con kim xí tùy thân, lặng lẽ rời đi từ cửa sau của cửa hàng, đi thẳng đến cửa hàng của Linh Tú Sơn và Phù Vân Tông, rất nhanh tập trung một hai chục người rời khỏi thành trích tinh. Cạnh đèn, nghiêu hữu đạo vẫn cầm thanh kiếm kia như cũ viên phương không biết nghiêu hữu đạo đang làm gì ôm kiếm rồi lặp đi lặp lại trà lau sạch sẽ như vậy cảm thấy nghiêu hữu đạo bình tĩnh có hơi kỳ lạ đây là lần đầu tiên y nhìn thấy nghiêu hữu đạo có biểu hiện này cốc cốc tiếng đập cửa lên viên phương đứng dậy ra ngoài xem sao khách quan rượu của ngài rượu bọn ta không kêu rượu mà nghiêu hữu đạo nâng kiếm nhàn nhạt, nhạt một tiếng là ta kêu thế là động tính ở cửa ra vào trở nên yên tĩnh tiếng đóng cửa viên phương cầm một vò rượu đi tới, đặt ở bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo, kỳ quái hỏi đạo gia muốn uống rượu ư. Nghiêu Hữu Đạo bình tĩnh đáp cho người uống. Ha ha, đạo gia, đừng đem ta ra giỡn, ngài biết ta không uống rượu, bình thường cùng lắm là vì che giấu thân phận mới vở vịt thế thôi. Con yêu tinh nhà ngươi làm quá không có tí sức lực nào, rượu không uống, thịt không ăn, không uống thì cứ để đó đi. Nghiêu Hữu Đạo không quan trọng một tiếng. Lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm thân kiếm mới rời đến trên vò rượu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo kiếm quang trong tay lóe lên soạt một tiếng trở vào bao ném kiếm một bên vung tay áo quét ra một đạo kình phong tắt đèn trong bóng tối nói một câu sớm nghỉ ngơi đi vừa còn nói cười đột nhiên bèn rơi vào hắc ám viên phương rất câm nín thời gian y đi theo nghiêu hữu đạo vẫn còn quá ngắn sáng ngày hôm sau mấy người gặp mặt trong sảnh quán trọ cùng nhau dùng bữa sáng sau đó tất cả trở về phòng của mình chưa đầy một lát đám người hắc mẫu đơn chuẩn bị xong đi tới chỗ nghiêu hữu đạo bên này, gõ cửa xin vào, cáo từ đi trước. Đạo ra, bọn ta đi đầu một bước, đến huyện Sơn Hồ đợi ngài. Đám người hắc mẫu đơn cùng nhau chắp tay cáo từ, nghiêu hữu đạo đứng đưa lưng về phía cửa sổ từ từ xoay người, ôm kiếm trước người, nói với viên phương nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta cũng trả phòng, cùng đi đi. Đám người hắc mẫu đơn ngạc nhiên, vừa rồi lúc cùng ngồi dùng bữa sáng còn chưa có ý rời đi, giờ sao lại thay đổi ý định rồi lại đổi ý nữa rồi viên phương khó hiểu hỏi đạo gia chẳng phải chúng ta cần ở lại đây mấy ngày ư y hỏi đúng thắc mắc của những người khác nghiêu hữu đạo ta nghĩ đi nghĩ lại hình như không cần thiết phải phiền phức như vậy chỉ cần bí mật rời khỏi đây sẽ không có vấn đề gì lớn mọi người đi cùng nhau trên đường cũng tiện chăm sóc lẫn nhau cho tốt mấy người hai mặt nhìn nhau lôi tông khang hỏi một tiếng đạo gia vậy chúng ta có cần thiết phải đến huyện sơn hồ không nhiều hiếu đạo, gặp mặt thì không cần nữa rồi, có điều vẫn phải đến huyện Sơn Hồ. Phất tay ra hiệu viên phương nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Viên phương dạ một tiếng, thật ra cũng không có gì để mà thu dọn, cột kỹ tay nải, vác lên lưng, coi như xong việc. Mấy người ra khỏi phòng, xuống lầu đi thẳng đến sảnh lớn quán trọ trả phòng. Thôi viễn ngồi trong lâm viên chậm rãi ung dung uống trà chú ý tới bọn họ, ngoài mặt là uống trà, bên trong thực ra là theo dõi, thấy sau lưng viên phương cũng đeo tay nải, hơi sửng sốt ánh mắt vội vàng nhìn chăm chú về phía lôi tông khang lôi tông khang thoáng trao đổi ánh mắt với gã bên cạnh có người không tin truyền tin tức gì rõ ràng đưa mắt nhìn gã một cái cũng không biết gã nhìn có hiểu hay không đi vào sảnh lớn viên phương đương nhiên đưa biên lai like ngàn tám kia ra nhiều trả thiếu bù nha số tiền này đối với người thích tiền như y mà nói không có khả năng ném đi không cần bạch ngọc lâu ngồi phía sau quầy đứng lên bản thân lại không có qua tay ra hiệu cho một bên tiểu nhị tới sau khi kết toán rõ ràng rồi Tiểu nhị hỏi, muốn đi đường sáng hay là đi đường ngầm? Hắc Mẫu đơn đáp, đường ngầm. Tiểu nhị lập tức kêu người đến dẫn đường tiến đưa, Bạch Ngọc lâu chắp tay nhìn theo nói, chư vị quý khách đi thong thả. Ánh mắt khẽ chạm vào ánh mắt của Ngưu Hữu đạo một cái, bề ngoài hai người không nhìn ra bất cứ dị thường nào. Chương 200, Tầm Hương 1. Một, một tên tiểu nhị nhận dẫn đường cho đám người rời đi từ bên cạnh sảnh, tiến vào một hành lang biệt kín, cuối cùng vòng vào một chỗ trong lòng núi, thuận theo bậc thang tầng tầng bước xuống đi một khoảng cách khá xa có thể âm thầm nghe được tiếng nước chảy ào ào gặp lại ánh sáng mặt trời mọi người xuất hiện ở một lối ra dưới đáy động trong sườn núi ngay vách núi trước mắt là dòng sông chảy xiết vừa lúc là chỗ hai đầu dòng sông giao nhau hơi nước sao động lên nghe nói xung quanh đây có người của thành trích tinh chấn giữ đề phòng có người lén lút đi qua đây ít nhất thì ở cửa ra này đám người chỉ thấy một tên tu sĩ khoanh chân ngồi nhập định xếp bằng trên một bệ đá sau khi tiểu nhị và tu sĩ kia thương lượng xong, chính thức cho đi. Nghiêu hữu đạo chỉ chỉ hướng hạ du, ra hiệu đi xuống theo hướng đó, mấy người gật đầu, thi pháp trên người, cùng nhau thả người vào dòng sông chảy xiết, biến mất ở trong đó. Vừa vào nước, thân thể của mấy người giống như được bọt khí cuốn lấy, cấp tốc lao xuống theo dòng chảy. Từ đó trở đi, xem như mấy người đã thoát khỏi sự che chở của quán trọ yêu nguyệt, nếu xảy ra chuyện gì, quán trọ yêu nguyệt sẽ không chịu trách nhiệm. Chẳng qua dưới tình huống bình thường, đi theo hướng lòng sông như thế này khả năng xảy ra chuyện là rất nhỏ. Dòng nước ở khe sâu lòng sông này rất gấp, trốn trong dòng nước siết thời gian dài làm cọc cưỡng ép chống lại dòng nước siết chảy qua mà lời nói không có nhiều người có thể chịu nổi. Ở khoảng cách xa hơn trong dòng nước xiết này nếu mắt nhìn thấy chút tia sáng thôi sẽ bị ảnh hưởng. Cũng có rất nhiều tu sĩ thường lui tới con đường dưới lòng sông này, tùy ý chặn đường rất dễ xảy ra hiểu lầm, trừ phi thăm dò được thời gian cụ thể rời khỏi quán trọ, vậy khả năng mai phục mới có thể thành công cộng thêm nhánh sông ở dạ du không biết rõ đi đâu đường đi càng làm độ khó phục kích gia tăng lưu vực đường sông lớn nhỏ nhánh sông cũng dài không dễ làm rõ người sẽ lên bờ ở đâu một khi lên bờ nhờ khe rãnh tung hoành tồn tại khắp nơi trong dãy núi rất thuận tiện rời đi trong bí mật hoàn toàn chính xác không dễ bị người phát hiện không nắm giữ tình huống cụ thể lại không có số lượng lớn nhân thủ răng lưới mà nói rất khó bắt được người ở đây đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến thành trích tinh trở thành nơi mà tu sĩ các phương thích tụ tập giao dịch thấy đám nghiêu hữu đạo sách tay nãi rời đi thôi viễn bồi hồi theo đến cạnh đại đường đưa mắt nhìn hỏa kế dẫn đám nghiêu hữu đạo đi về phía ám đạo thôi viễn mới chắc chắn tình hình có biến nghiêu hữu đạo không tách ra hành sự với đám hắc mẫu đơn mà cùng trả phòng rời đi trong lòng thôi viễn âm thầm kêu khổ nhanh chóng rời khỏi khách sạn bạch ngọc lâu ngồi phía sau quầy quét mắt nhìn bóng dáng thôi viễn rời đi ôm tâm thái rửa mắt mong chờ không biết Hiên Viên Đạo có thể thoát khỏi sự truy sát của Lưu Tiên Tông không? Có điều hắn ta không rõ, nếu Hiên Viên Đạo có thủ với Lưu Tiên Tông, thật sự muốn thoát khỏi sự truy sát của Lưu Tiên Tông có thể lén lút rời đi chẳng phải là an toàn hơn, cớ gì còn phải còn dẫn theo đám hắc mẫu đơn lén lén lút lút rời đi. Thôi Viễn nhanh chóng chạy đến cửa hàng của Lưu Tiên Tông, nhanh chóng bước vào cửa hàng, lập tức hét lớn với Hoàng Ân Bình đứng sau quầy, "Sư huynh, tình hình có biến." Hoàng Ân Bình đứng sau quầy đứng lên, trầm giọng nói, "Xảy ra chuyện gì?" thôi viễn đi đến trước quầy mặt mày lo lắng nói như hiếu đạo và đám hắc mẫu đơn cùng trả phòng không tách nhau ra mà cùng rời đi từ ám đạo của khách sạn yêu nguyệt hoàng ân bình lôi tông khang xảy ra chuyện gì sao không liên lạc trước với ta thôi viễn lắc đầu không có nếu không phải ta theo dõi chính mắt nhìn thấy e còn chẳng biết bọn hắn rời đi hoàng ân bình tối sầm mặt chẳng lẽ lôi tông khang đang chơi chúng ta thôi viễn không giống lắm lôi tông khang hẳn hiểu rõ hậu quả nếu chơi chúng ta nếu thật sự chơi chúng ta, hẳn như hữu đạo đã sớm biết chuyện lén rời đi mới đúng, vì sao còn phải vòng tới vòng lui mạo hiểm cho tới giờ. Mà lúc lôi tông khang dường như nhìn ta một cái, hình như cũng rất bất đắc dĩ, giống như kiểu như hữu đạo thay đổi chủ ý tức thời khiến hắn không kịp thông báo cho chúng ta. Hoàng ân bình nhíu mày, chẳng lẽ lôi tông khang bị lộ rồi? Thôi viễn trần chờ nói, cũng không giống, nếu lôi tông khang thật sự bị lộ, sao nghiêu hữu đạo còn mang hắn đi cùng? Lén chạy đi là được rồi, hà cớ gì còn phải mang theo phiền phức bên mình thế là hai người cùng mày mò suy nghĩ dường như chỉ có một khả năng đó là bản thân như hữu đạo quá mức cẩn thận cố ý làm ra một đống chướng nhãn tránh lộ hành tung kẻ này đúng là xảo trá hoàng ân bình oán hận một tiếng bên sư thúc làm sao bây giờ thôi viễn hỏi một tiếng có chút dở khóc dở cười hoàng ân bình đầu cũng lớn lên như hữu đạo làm ra như vậy huyện sơn hồ rất có thể cũng là thủ thuật che mắt căn bản sẽ không đi còn sư thúc thì đích thân xuất mã, người của ba môn phái tụ tập tối nay sẽ chạy tới huyện Sơn Hồ Bố Trí, xuất phát đến giờ đã gần 5 canh giờ, đợi khi tin tức bên này truyền về, người lại gấp gáp quay trở về điều tra thì đúng là trò cười, Nghiêu Hữu Đạo không biết đã sớm chạy đâu mất. Còn Nghiêu Hữu Đạo sau khi rời đi từ mật đạo của khách sạn Yêu Nguyệt thì với hai người bọn hắn muốn tìm Nghiêu Hữu Đạo trong dãy núi mênh mông này chẳng khác nào mò kim đáy biển, là chuyện không thể nào, cho dù có thêm vài lần nhân thủ nữa cũng quá sức. Nhưng dù nói thế nào, bên này vẫn phải báo lại tình hình cho bên sư thúc để sư thúc tự định đoạt bên này cấp tốc viết mật báo thả kim xí ra sau khi khẩn cấp làm xong những việc này hoàng ân bình đặt mông ngồi xuống ghế thở dài muốn biết tình hình lôi tông khang như thế nào rất đơn giản cứ xem hắn có tung mật báo theo gió hương nhị không thôi viễn cũng ngồi xuống một bên chuyện đến nước này hai người hoàn toàn bó tay rồi chỉ có thể đợi quyết định của sư thúc bên kia hoặc là ký thác hy vọng ở lôi tông khang trong hoa viên phủ thành chủ đại tổng quản hướng minh không giống một quản gia mà giống một thợ tỉa hoa bạch ngọc lâu thường xuyên có thể nhìn thấy lão đích thân cắt tỉa những hoa cỏ mà trong hoa viên bây giờ cũng vậy đi rồi nghe thấy bạch ngọc lâu bẩm báo hướng minh dừng cắt tỉa chậm rãi xoay người nhìn hắn ta hình như có chút bất ngờ bạch ngọc lâu hơi khom người đúng vậy vừa rời đi qua ám đạo hỏa kế tận mắt xác nhận hướng minh trầm mặc lão cho rằng nghiêu hữu đạo cố ý tiếp cận toa huyễn lệ thờ ơ lạnh nhạt dám có chủ ý với toa huyễn lệ đúng là không biết trời cao đất rộng lão còn muốn xem thử cái tên không biết sống chết này định chơi trò gì ai ngờ đối phương không có ý đến gần lấy lòng mà yêu cầu một khoản tiền tài giờ thì trực tiếp rời đi rồi xem ra lại là lão phu đa tâm hướng minh hơi tự diễu một tiếng bạch ngọc lâu cười bồi nói cẩn thận một chút luôn luôn không nhầm hướng minh người này lai lịch ra sao bạch ngọc lâu từng nói chuyện với hắn hắn không chịu để lộ nội tình nhưng rõ ràng lưu tiên tông gây bất lợi cho hắn tổng quản muốn biết, hỏi Lưu Tiên Tông một chút hẳn có thể rõ. Hướng Minh liếc hắn ta một cái, nghe nói hắn cho ngươi không ít chỗ tốt đúng không? Trong lòng Bạch Ngọc Lâu căng thẳng, lập tức biết chuyện đã truyền đến tai đối phương, cười hắc hắn nói, thuộc hạ thấy thành chủ thích tranh của hắn, lo thành chủ sẽ lại triệu kiến hắn nên hơi đề phòng trước một chút, ai ngờ hắn lại ra tay hào phóng, không lấy thì uổng quá, nên thuộc hạ cũng không chối từ. Tổng quản yên tâm, thuộc hạ hiểu quy củ, địa vị trích tinh thành chúng ta siêu nhiên, sẽ không để xảy ra mấy chuyện linh tinh đấy đâu, thuộc hạ sẽ khống chế mức độ vừa phải. chương 201, Tầm Hương 2, biết là tốt, cần dùng đến tiền thì lên tiếng, đừng có rỗi ngón tay không nên duỗi, nếu không có nhiều tiền mấy cũng không mua được bình an đâu. Hướng ninh nhàn nhạt một tiếng, quay người tiếp tục tỉa tót đám hoa cỏ kia. Dầm rầm, từng bóng người từ trong dòng sông chảy xiết phọt ra khỏi nước, đáp lên bờ, chính là đám người nghiêu hữu đạo. Mấy người nghiêu hữu đạo còn đỡ, duy chỉ có viên phương cả người ướt đầm, toàn thân nước chảy giọt, tu vi của lão không đủ để chống cự dòng nước đè ép quá lâu. Căn cứ vào mấy ngọn núi phía xa để định vị chỗ này, Nghiêu Hữu Đạo tìm đúng hướng đưa mấy người nhanh chóng đi xuyên qua dãy núi. Trong lúc lao đi, trong tay Lôi Tông Khang Vân về một hạt nhỏ như hạt đậu nành trong tay, bóp nát sáp, trong lúc chạy vội mặt không đổi sắc vứt xuống đất. Cả nhóm đi xa, hạt nhỏ rơi trên mặt đất gặp gió liền xảy ra biến hóa, mặt ngoài trở nên hơi thô ráp, phong hóa, lan ra mùi thơm như có như không. Ra khỏi dãy núi, trước mắt là sa mạc bát ngát mênh mông, xa xa còn ẩn hiện một chuồng ngựa. Chuồng ngựa này không phải chuồng ngựa lúc nhiều hữu đạo đến, vì tu sĩ từ bốn phương tám hướng đến nên các hướng xung quanh trích tinh thành đều có chuồng ngựa. Đừng xem thường mấy chuồng ngựa này, thực ra lợi nhuận của mỗi chuồng ngựa không hề thấp hơn khách sạn yêu nguyệt, vì tu sĩ cưỡi ngựa tới đây rất nhiều, ngựa ném vào chuồng ngựa, rất nhiều tu sĩ không có đường trở về, Ngựa gửi trong chuồng căn bản chẳng khác nào tặng không cho chuồng ngựa. Nếu như ngựa gửi quá lâu, chi phí gửi còn cao hơn chi phí mua ngựa, trên cơ bản sẽ chẳng có ai quay lại chuồng ngựa mình về. Chẳng hạn như Ngưu Hữu đạo hiện giờ, hắn không hề có ý định trở về chuồng ngựa lúc đến lấy lại tòa kỵ của mình mà dẫn người đi tới chuồng ngựa chỗ này. Đến chuồng ngựa, có rất nhiều ngựa bị vứt bỏ lại ở đó, không lo không mua được, 6 người mua 6 con ngựa, ù ù chạy ra khỏi chuồng ngựa, một đường chạy thẳng vào sâu trong sa mạc đám hắc mẫu đơn ngồi trên linh ngựa thỉnh thoảng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đã nói từ trước là sẽ không đến chuồng ngựa lấy ngựa phải đi bộ giờ không cần hỏi nhiều dĩ nhiên kế hoạch của đạo gia đã lại thay đổi rồi lại phân biệt phương hướng phải đi một chút căn bản không phải hướng đi đến huyện sơn hồ cũng không biết phải đi đường vòng hay huyện sơn hồ vốn chỉ là ngụy trang trước khi xuất phát đã nhấn mạnh là sẽ đi huyện sơn hồ dù sao cả nhóm cũng bị nghiêu hữu đạo lòng và lòng vòng làm cho mơ màng luôn rồi Tóm lại đi dọc theo con đường này mấy người hắc mẫu đơn cũng đã hiểu, đừng hỏi, cái gì nên nói tự nhiên sẽ nói cho ngươi, nếu không có hỏi cũng chẳng hỏi được gì. Nhiêu hữu đạo thay đổi thất thường, đổi kế hoạch đi đổi kế hoạch lại khiến trong lòng lôi tông khang dần bất an lo sợ. Nhiêu hữu đạo cẩn thận như vậy là có ý gì, chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì. Trong cửa hàng Lưu Tiên Tông, hai huynh đệ đang hết cách ngồi ngẩn người, chỉ có thể chờ đợi, thôi viễn đã về khách sạn yêu nguyệt trả phòng rồi dưới xa nhà có cột một lồng chim đột nhiên truyền đến tiếng chim hót líu lo hai sư huynh đệ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại thấy ba con chim nhỏ trong lồng đang nhảy nhót lên xuống chim này tên tầm hương hai người đột nhiên quay đầu nhìn nhau cùng nhau thốt lên lôi tông khang cùng đứng dậy thôi viễn khá sốt ruột nói sư huynh làm sao bây giờ đợi bọn sư thúc trở về e dược hiệu của hương nhị đã bay hết rồi hoàng ân bình trầm giọng nói không thể để cho tên kia chạy chúng ta đi tìm hắn Thôi viễn kéo hắn ta lại, sư huynh, cho dù lôi tông khang đứng bên phía chúng ta thì thái độ của ba người hắc mẫu đơn cũng chưa rõ, cộng thêm bên nghiêu hữu đạo, bọn hắn có tới năm người, tùy tiện cử ra hai người dây dưa một chút là nghiêu hữu đạo đã có thể trốn thoát rồi, hai chúng ta chạy đến có thể nắm chắc sao. Hoàng ân bình quả quyết nói, đi tìm người của Phú Vân Tông và Linh Thú Sơn lưu lại, chắc chắn bọn hắn sẽ tương trợ, nếu người ba phái liên thủ cũng không chặn lại được, bọn hắn cũng sẽ mất mặt. Thôi viễn phất tay chỉ, không ai trông, đồ đạc trong cửa hàng phải làm sao. Những thứ ở đây đáng không ít tiền đâu. Hoàng Ân Bình không kịp thu thập nữa, treo bảng ngừng kinh doanh ở cửa, đóng kỹ cửa lại, không ai dám tự tiện xông vào. Nếu thực sự ngồi yên như khúc gỗ không biết ứng biến để nhu tặc chạy thoát, sư môn sẽ chất vấn năng lực của ta và đệ, tiền đồ tương lai rất đáng lo. Thôi viễn thấy cũng đúng, ngoại nhân không biết rõ tình hình bên trong sẽ không dám tự tiện xông vào cửa hàng của một môn phái làm loạn hai người cấp tốc chuẩn bị chụp lấy chim tầm hương trong lòng lại mang theo kim xí đóng chặt cửa treo biển không buôn bán rồi rời đi hai người tìm được cửa hàng của phù vân tông và linh tú sơn chỉ lát sau hai cửa hàng này cũng lần lượt treo biển không buôn bán một nhóm sáu người tụ tập nhanh chóng rời khỏi trích tinh thành đi vào trong dãy núi bên ngoài thôi viễn thả chim tầm hương ra chim tầm hương bay vòng quanh trên không trung một chặp rồi nhanh chóng lao về một hướng sáu người lập tức chạy theo mấy người do địa hình hạn chế nên không thể đuổi theo kịp thôi viễn liền rút ra một cây sáo ngắn đưa lên miệng thổi rét rét chim tầm hương liền đáp xuống đất chờ cả đám đuổi tới sáo ngắn lại vang lên một tiếng con chim lại nhanh chóng lao đi không lâu sau cả nhóm đã tìm được viên hương nhị bị vứt đầu tiên chim tầm hương đáp xuống đất mổ vào miệng nhau nuốt vui sướng nhảy nhót giống như ăn được thứ nó thích đám hoàng ân bình nhìn thấy vị trí của hương nhị cách một đường sông không xa trong lòng càng thêm tự tin tiếp tục đuổi theo tung tích chim tầm hương đuổi theo ra khỏi dãy núi, cả đám cũng đuổi theo. Đến chuồng ngựa, chim tầm hương tìm được một viên hương nhị ngoài hàng rào chuồng ngựa. Vừa đuổi tới đây bọn hắn liền biết nhóm nghiêu hữu đạo đến đây dùng tỏa kỵ. Sáu người mua tỏa kỵ, một lần nữa dọc theo hướng chim tầm hương bay đuổi theo. Đến khu vực trống trải này trên cơ bản đã xác định được hướng đi của Ngưu Hữu Đạo, cả nhóm lại ngồi trên lưng ngựa thả một con kim xí, sí, đưa tin báo phương hướng cho bên cao túc thông. Là Phù Vân Tông thả kim xí sí tùy hành, mỗi nhà không tiện mang theo quá nhiều, nhân thủ ba phái đều mang theo kim xí dùng để liên lạc, chỉ cần người của bên cao túc thông thì tùy tiện truyền cái nào cũng được. Bên này sáu người đang phi ngựa đuổi theo, bên kia, cả nhóm sáu người như hữu đạo đã rong rủi ra khỏi sa mạc, phía trước đã thấp thoáng màu xanh, màu xanh biết dần dày hơn, cả nhóm dần đi vào thảo nguyên. Xa xa là núi xanh thấp thoáng, đoạn đường này cũng khá thuận lợi, thỉnh thoảng gặp vài con sói hoang quấy rối vừa nhìn thấy con mồi liền kết thành một nhóm đuổi theo thấy đàn sói mấy người nghiêu hữu đạo dĩ nhiên không sợ có điều không cho sát hại cũng không phải kiếp trước có quan niệm bảo vệ động vật gì mà chẳng qua chỉ không muốn để lại manh mối tung tích chỉ dọa chúng chạy đi trên xa mạc sói hoang rất nhiều còn có cả kền kền kiếm ăn trên bầu trời thỉnh thoảng có kền kền bay vòng vòng hắc mẫu đơn thu lại địa đồ trên tay hai chân thúc vào bụng ngựa tăng tốc đuổi đến vị trí song song với nghiêu hữu đạo chỉ về phía trước đạo ra phía trước là núi lớn mênh mông không có đường đi giờ có thể đổi sang hướng đông, sau hai canh giờ nữa hẳn sẽ ra đường lớn. Như hữu đạo liếc nhìn nàng một cái, ta biết, hắc mẫu đơn im lặng, thực tình không hiểu rõ hắn. Phi nhanh ra khỏi thảo nguyên, đi vào chân núi, như hữu đạo chỉ vào một vùng gò núi thoai thoải, điều khiển ngựa nhanh chóng đi về phía trước. Cả nhóm người lần lượt xông lên gò núi rồi lại cùng Nhiêu Hữu Đạo vọt xuống dưới. Nhiêu Hữu Đạo ghim ngựa đứng bên cạnh con suối nhỏ giữa lưng chừng núi, nhảy xuống ngựa, để cho ngựa thở hổn hển đi uống nước nghỉ ngơi thấy hắn như thế, những người khác cũng làm theo. Mấy người nhìn như hữu đạo chống kiếm đứng bên dòng suối đưa lưng ra sau, nhìn rừng núi xung quanh. Cả đám không biết như hữu đạo rừng ở đây là có ý gì. chương 202, trở mặt, đạo ra, nghỉ ngơi sao. Chúng ta chưa đi được bao xa, thể lực của ngựa hẳn có thể đi thêm được một đoạn đường nữa. Hắc mẫu đơn nửa hỏi nửa nhắc nhở, trong giọng nói lộ ra sự cẩn thận. Trên con đường khó hiểu này, Tuy không biết có phải ảo giác của mình không nhưng nàng thấy trên người Nưu Hữu Đạo đã không còn sự huy sái lúc mình mới gặp, dường như hắn đã thâm trầm hơn rất nhiều. Lúc mới gặp Nưu Hữu Đạo tuy bị Nưu Hữu Đạo hành rất thảm nhưng cảm giác tim hai người rất gần nhau. Tuy nhiên, đi đoạn đường này nàng lại cảm thấy có gì đó dần ngăn cách. Nưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm con suối róc rách trước mặt bình tĩnh nói, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, ẩn nấp yên tĩnh, làm gì cũng không ai biết, là nơi giết người hủy bỏ thi thể rất tốt. Lúc này các người còn không động thủ thì định chờ đến khi nào? Ý trong lời hoàn toàn ngược lại, là hắn lo lo lắng bại lộ hành tung, muốn tìm một nơi ẩn nấp an toàn để trở mặt. Viên Phương ở bên hết nhìn đông tới nhìn tây sợ hãi cả kinh, đột nhiên nhìn chằm chằm về phía mấy người Hắc Mẫu Đơn, tay cầm chuôi đao bên hông, có thể nói trong nháy mắt đã cảnh giác cao độ. Mấy người Hắc Mẫu Đơn ngạc nhiên, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng Lôi Tông Khang siết chặt. Hắc Mẫu Đơn kinh ngạc nói, đạo gia, cứ gì nói ra lời ấy? hữu đạo hơi lặng im, cả đường dắt đám người này tới đây, trong lòng hắn đại khái đã nắm chắc vài chuyện. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu thật sự những người này đều có vấn đề, nếu thật sự những người này trong lòng đều có quỷ, kế hoạch của hắn liên tiếp thay đổi có lẽ đã dấy lên sự cảnh giác của những người này, sẽ không mặc kệ đi theo hắn dù không biết phía trước có phải là bẫy không. Nếu thật sự đều có vấn đề, khi phát hiện tình hình không đúng, cả đám chắc chắn sẽ thăm dò, không thăm dò được thì trở mặt. Bởi vì đối phương nhiều người, không cần sợ hắn, sẽ không thể nào ngoan ngoãn đi theo hướng có thể sẽ phải chui vào cạm bẫy. Lui một bước mà nói, nếu những người này đều có vấn đề, mình vừa rời khỏi sự che chở của khách sạn yêu nguyệt thì chắc chắn họ có thể ra tay giúp Lưu Tiên Tông giữ mình lại. Đương nhiên, có vài chuyện vẫn cần được xác nhận lần cuối. Thấy hắn không lên tiếng, hắc mẫu đơn lại hỏi thăm, đạo gia, có phải có hiểu lầm gì không? Nghiêu hữu đạo đưa lưng về phía sau nói, hiểu lầm. Có biết Hoàng Ân Bình, thôi viễn không? Những lời này vừa nói ra, trong lòng lôi tông khang kêu lộc bộp. Hắc mẫu đơn có chút kỳ quái, chẳng biết tại sao lại nhắc đến hai người này, biết, bọn hắn là đệ tử của Lưu Tiên Tông ở Trích Tinh Thành, chúng ta thường ở Trích Tinh Thành, dĩ nhiên cũng biết người của vài cửa hàng. Nghiêu Hữu đạo chậm rãi quay người, đối mặt với đám người. Keng, kiếm trong tay nhấc lên một lần nữa chống trước mặt, chọc phải hòn đó cuội dưới chân bay ra, mặt không thay đổi nói, vì sao cấu kết với Lưu Tiên Tông mưu hại ta. Viên phương biết đạo gia sẽ không nói nhảm, giới đao bên hông chậm rãi rút ra, hắn ta đã tốn rất nhiều tiền để đổi một cái đao tốt từ cửa hàng của khí vân tông. Đám hắc mẫu đơn hai mặt nhìn nhau, đoạn hổ trầm giọng nói, đạo gia, lời này sao lại nói vậy, chúng ta bí mật mưu đồ với lưu tiên tông từ khi nào. Nghiêu hữu đạo, địa điểm, khách sạn yêu nguyệt, sáng hôm qua, có người đã ở trong phòng bí mật gặp Hoàng Ân Bình và Thôi Viễn. Giờ cơm tối qua khi ta báo ngày mai xuất phát, sau đó đã có người chạy đi thông báo cho Thôi Viễn, tối hôm qua ta thay đổi kế hoạch xuất hành, lập tức lại có người chạy đi báo tin cho Thôi Viễn. Ngay cả thời gian địa điểm và gặp mặt ai đều đã nói ra, chỉ e không phải nói ngoa. E là một câu có phải hiểu lầm gì đó không không thể nào lấp liếm được. Đám hắc mẫu đơn vô cùng kinh ngạc, có thể nói là lạnh tim, sau lưng toát ra hàn khí, từng người đều dò xét người nhà mình, lẽ nào trong nhóm mình thật sự có phản đồ. Là huynh đệ nhiều năm, giao tình sâu đậm lắm, giờ nếu như bị người ta đâm một đao sau lưng, e là ngay cả chết thế nào cũng không biết viên phương ngoài hãi hùng khiếp phía thì cũng hơi sướng ra tình hình gì thế này chuyện đạo gia nói sao mình không biết chút gì cả trên cơ bản mình luôn ở cạnh đạo gia sao đạo gia biết những chuyện này còn biết rõ ràng như vậy cuối cùng ánh mắt hắc mẫu đơn đoạn hổ và ngô tam lượng đều nhìn chằm chằm lôi tông khang vì mặt mày lôi tông khang xanh lét quá rõ ràng là ta lôi tông khang đột nhiên giống lên nhìn chằm chằm nghiêu hữu đạo vậy thì sao nào Mặc dù đã có chút suy đoán, nhưng khi hắn ta hét toáng lên thừa nhận, ba người vẫn cảm thấy hơi khó tin. Không thể tin được Lôi Tông Khang lại bán đứng bọn hắn, nhưng mà chính Lôi Tông Khang đã thừa nhận rồi. Ngưu Hữu Đạo, Hắc Mẫu Đơn, hôm qua ta có thể giải quyết đơn độc hắn ta bất cứ lúc nào nhưng ta nể mặt cô, không động đến hắn. Hắc Mẫu Đơn, nhớ kỹ những gì ta đã nói với cô, kẻ không đáng tin thì đá ra đi, cô nói đều là những huynh đệ trí cốt với cô, hoàn toàn có thể tín nhiệm, được. Ta tin cô, nhưng giờ thì sao? Có phải cô nên cho ta một câu trả lời không? Đoạn hổ và ngô tam lượng nhìn chằm gương mặt bi phẫn của lôi tông khang, đoạn hổ quát vì sao? Hắc mẫu đơn cũng gần như nghiến nát răng ngà, nhìn chằm chằm lôi tông khang quát, ở cùng nhau bao nhiêu năm, chúng ta đã làm gì có lỗi với ngươi, tại sao muốn bán chúng ta? Ta không bán đứng các ngươi, ta làm vậy cũng muốn tốt cho các ngươi. Lôi tông khang vỗ ngực thịt thịt ra vẻ tấm lòng này trời đất chứng giám, cảm xúc tương đối kích động, lại chỉ như hữu đạo là hắn. Các ngươi hỏi hắn có dám công khai thân phận của mình không? Bản thân hắn còn khó đảm bảo, hắn đang gạt chúng ta bán mạng cho hắn, nếu ta không làm như vậy, tất cả mọi người đều phải chết, Lưu Tiên Tông sẽ không bỏ qua cho chúng ta, Triều Đình Nước Yến cũng sẽ không bỏ qua chúng ta, đây không phải là những thế lực chúng ta có thể ngăn cản. Chúng ta đi theo hắn chỉ có một con đường chết, tại sao lại liên lụy đến Triều Đình Nước Yến? Ba người kinh ngạc nhìn chằm chằm như hữu đạo, hắc mẫu đơn cắn răng, thử hỏi, đạo gia, người rốt cuộc là ai? Cho dù bị lôi tông khang chỉ thẳng mặt chất vấn nhưng nghiêu hiếu đạo không có ý định tranh luận với hắn, không cần thiết và cũng không cần dùng đến, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ta là ai không quan trọng, đường là các ngươi tự chọn, ta chưa từng miễn cưỡng ai, cũng không hề có lỗi với ai. Nếu sợ phiền phức có thể rời đi, ta không ép ở lại, có chuyện gì chính các ngươi có thể chậm rãi thương lượng, kết quả thương lượng thế nào ta mặc kệ nhưng nên cho ta câu trả lời thì không thể thiếu được ngụ ý là sẽ không bỏ qua lôi tông khang lôi tông khang chỉ vào hắn lớn tiếng nói hắn là ngưu hữu đạo chính là đệ tử thượng thanh tông đi theo dung bình quận vương nước yến thương triều tông trong lời đồn thời gian trước chính là ngưu hữu đạo khoảng thời gian trước đã xôn xao việc giết sứ thần nước yến hắn đã bị thương triều tông đuổi ra khỏi cửa bản thân khó đảm bảo đuổi ra khỏi cửa viên phương khinh thường nhếch miệng cảm thấy kẻ không biết gì thật đáng thương có phải bị đuổi ra khỏi cửa hay không với mấy tu sĩ tầng thấp nước chảy mây trôi này như hữu đạo không cần phải giải thích rõ phong vân trong đó với bọn hắn, có điều có một điểm khiến hắn không kìm được chen miệng vào, bổ sung một chút, ta không phải đệ tử Thượng Thanh Tông gì đó, ta đã bị Thượng Thanh Tông trục xuất môn hộ. Mặc kệ ai nhắc đến thân phận này, hắn đều muốn tận lực rũ sạch. Lời này rõ ràng là thừa nhận thân phận của mình, cũng khẳng định tầng ý nghĩa nào đó mà Lôi Tông Khang muốn nói, mình không có thế lực và bối cảnh gì. Hắn chính là Ngưu Hữu Đạo, đám hắc mẫu đơn kinh hãi, đánh giá từ trên xuống dưới, khó có thể tin được. Chuyện giết sứ thần nước Yến đã khiến Ngưu Hữu Đạo nổi tiếng thiên hạ. Lôi Tông Khang, chính hắn đã thừa nhận, các ngươi còn cảm thấy ta đang bán đứng các ngươi sao? Ta cũng chỉ muốn tốt cho các ngươi. Chương 203, đỡ một trường. Hắc Mẫu đơn quát, vậy sao phải giấu giếm chúng ta, vì sao không báo trước cho chúng ta một tiếng? Lôi Tông Khang vung tay lên, cho tới giờ còn hỏi điều này, cho tới giờ còn chưa rõ phải đứng bên nào, cho tới giờ còn chất vấn ta vì sao ta không nói, ta lo lắng cái gì, các người vẫn chưa rõ sao. Nghiêu Hữu đạo, hắn nói cũng không sai, sự tình nếu đã rõ ràng như vậy rồi, đi con đường nào, giờ nên chọn đi. Đoạn hổ và ngô tam lượng nhíu mày, nói vậy, lôi tông khang cũng không hẳn là phản bội bọn hắn, đứng bên nào là chuyện khiến bọn hắn rất khó xử. Hắc mẫu đơn chợt quay người đối mặt với ba người, quả quyết nói, lần này hãy nghe ta, chúng ta cùng đi với đạo ra đi. Lão lôi, người cũng nghe ta, chỉ cần thực tình đi theo chúng ta, bên đạo gia chúng ta sẽ xin tha cho ngươi, ta tin đạo gia rộng lượng sẽ không so đo những chuyện này. Sở dĩ nàng có thể nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy là nàng đã lờ mờ nhìn thấy chút mánh khóe trên người như hữu đạo, cho dù là đánh cược cơ hội tiền đồ một lần. Đúng là giúp Lưu Tiên Tông cũng có thể tránh thoát một lần nguy hiểm, nhưng Lưu Tiên Tông sẽ cho bọn hắn cái gì? Nàng mới theo nghiêu hữu đạo bao lâu đã cho nàng 5 vạn kim tệ, kim phiếu còn đang ở trên người nàng đây. Hơn nữa, giúp Lưu Tiên Tông cũng chưa chắc có thể tránh thoát nguy hiểm, sự cường đại tự tin của Ngưu Hữu Đạo khiến nàng cảm thấy tim đập nhanh, Ngưu Hữu Đạo rõ ràng thế đơn lực bạc, lại dám trở mặt với bọn hắn ở nơi vắng vẻ thế này, suy nghĩ tỉ mỉ đến đáng sợ. Về điểm này, thật ra đoạn hổ, Ngô Tam Lượng cùng Lôi Tông Khang đều lờ mờ ý thức được. Lão Lôi, đoạn hổ, Ngô Tam Lượng cũng thúc giục một tiếng, Lôi Tông Khang có chút do dự, hắc mẫu đơn móc ra năm tấm kim phiếu, năm vạn kim tệ, đây là đạo gia cho ta ánh mắt mấy người nhìn chầm chầm kim tệ, kinh ngạc. Nhưng Nhiêu Hiếu Đạo lại nói, người có ý đồ hại ta, để hắn tiếp tục lưu lại bên cạnh ta, các người thử hỏi bản thân hắn sau này có tự nhiên được không, có khoảng cách không. Ý tứ rất rõ ràng, hắc mẫu đơn vội vàng cầu tình, đạo ra, ngài hãy cho hắn một cơ hội đi. Nhiêu Hiếu Đạo, cơ hội cũng phải xem người rồi cho. Ta không hiểu hắn, không rõ cách làm người của hắn, cho nên không cần phải vậy. Hắc mẫu đơn, vẫn là câu nói kia lời của cô khi đó ta tin giờ xảy ra chuyện cô nhất định phải cho ta một câu trả lời nếu cô không cho ta tự giải quyết lời này vừa nói ra mấy người cảm thấy uy hiếp to lớn không cần cầu hắn lôi tông khang giống lên một tiếng nhìn chằm chằm mấy người hắc mẫu đơn hỏi mọi người ở cùng nhau nhiều năm như vậy các ngươi tin hắn hay tin ta các ngươi đứng bên nào hắn ta cũng cảm thấy nguy hiểm muốn kéo mọi người liên thủ nghiêu hữu đạo bình tĩnh nói bọn hắn đứng bên ngươi người cũng chạy không được xoẹt lôi tông khang rút kiếm nơi tay đoạn hổ và ngô tam lượng lông mày nhíu chặt nhìn nhau cùng đi đến bên cạnh lôi tông khang hắc mẫu đơn quay đầu nhìn trên mặt đầy khó xử cuối cùng vẫn cúi người đặt kim phiếu trong tay xuống đất chậm rãi lui ra sau đi về phía bên kia đạo gia xin lỗi huynh đệ chúng ta nhiều năm cùng trèo trống lẫn nhau mới sống được tới giờ ta không thể vứt bỏ huynh đệ mặc kệ đạo gia ngài đại nhân đừng chấp tiểu nhân chúng ta tụ được tan được có được không Đối với sự cường đại tự tin của Ngưu Hữu Đạo mấy người có chút kiêng kỵ, nói lời này là vì không muốn mạo hiểm giao thủ. Trong mắt Ngưu Hữu Đạo hơi lóe lên một tia thưởng thức không dễ dàng phát giác, lạnh lùng nói, âm thầm mưu hại ta, còn định tụ được tan được sao? Đoạn Hổ rút kiếm, Ngô Tam Lượng rút kiếm, Hắc Mẫu Đơn cũng chậm rãi rút kiếm, bốn người liên thủ cảnh giác, chậm rãi lui lại, đề phòng bị đánh lén. Ngưu Hữu Đạo nghiêng người chỉ Viên Phương, lão hùng cũng có một đám huynh đệ, lão hùng cũng từng muốn giết ta, ta cũng chẳng để ý, ta vẫn để hắn ở bên cạnh ta. Hắn hất cằm với lôi tông khang, có biết lão hùng khác vị huynh đệ kia của các ngươi ở đâu không? Có biết vì sao ta không chịu tiếp nhận hắn, thân ở trong một tập thể, năng lực có hạn, e là xảy ra chuyện cũng không thể gánh không nổi trách nhiệm, lại vẫn kiên trì cho là mình là đúng, cảm thấy không cần phải thương lượng với những người khác. Giờ chuyện lộ ra, bản thân cũng không dám gánh trách nhiệm, còn muốn kéo các huynh đệ cùng gánh chịu nguy hiểm, đấy là tiểu nhân lôi tông khang bị nói đến mức thần sắc run rẩy nghiêu hữu đạo vẻ mặt xem thường lôi tông khang đừng nói ta xem thường ngươi ta cho ngươi một cơ hội nếu đúng như ngươi nói ngươi chỉ muốn tốt cho mọi người vậy thì đứng ra ba chiêu chỉ cần ngươi có thể tiếp ba chiêu của ta không ngã ta sẽ thả các ngươi rời đi nếu ngươi không dám tiếp chiêu ta vẫn sẽ thả ngươi rời đi bởi vì giết loại tiểu nhân như ngươi ta sợ ô uế mình tay có điều cũng phải có người đem mạng ra đổi mạng của ngươi tự ngươi chọn đi Viên Phương ở bên nhếch miệng vui vẻ. Lúc đầu lão còn lo đối đầu với mấy tu sĩ trúc cơ kỳ này có được không? Giờ nghe đạo gia nói thế này, cường đại quá đi, muốn không tự tin cũng không được rồi. Hắc mẫu đơn quay đầu xung quanh nói, không cần để ý hắn, hắn đang khích bác ly Dán, chúng ta đi. Nhưng lôi tông khang không có ý định rời đi, mặt căng ra đứng nhìn chằm chằm Ngưu hữu đạo, bị lời của Ngưu hữu đạo giữ lại. Hắc mẫu đơn giật tay áo hắn ta, đi mau. Ngưu hữu đạo nhìn chằm chằm lôi tông khang, mặt đầy ý trào phúng nói, ta lui thêm bước nữa, một trường chỉ cần ngươi có thể tiếp một trường của ta không ngã, ta sẽ thả các ngươi đi, nếu không ta giết hắc mẫu đơn. Viên Phương lập tức ở bên nói giúp vào, Lôi Tông Khang, nếu ta là ngươi, giữ mệnh quan trọng để hắc mẫu đơn chết giúp ngươi, có gì mà phải nghĩ ngợi chứ? Lão từng cùng Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương luyện công, từng chịu càn khôn trưởng của Ngưu Hữu Đạo nên biết nó có tư vị gì, cực kỳ chua chát. Lão rất mong chờ Lôi Tông Khang cũng nếm thử lôi tông khang cả giận nói ngươi sẽ giữ lời chứ nghiêu hữu đạo hỏi cái này có ý nghĩa sao nếu ngay cả một trưởng của ta ngươi cũng không tiếp nổi ngươi cảm thấy các ngươi còn có thể chạy sao không đáng để ngươi đánh cược một lần sao đi thôi hắc mẫu đơn sốt ruột kéo mạnh lôi tông khang lôi tông khang bỗng nhiên quay đầu lão đại lúc trước nghe nói khi hắn tìm thương triều tông nương tựa chẳng qua chỉ là luyện khí kỳ giờ cùng lắm là chúc cơ kỳ tu vi tương đương chúng ta ta không tin ngay cả một trưởng của hắn cũng không đỡ nổi Xoẹt, ống tay áo bị kéo rách, hắn ta quả quyết lách mình lao ra, đứng đối mặt với Ngưu Hữu Đạo. Bên này cũng biết có khuyên cũng vô dụng, Lôi Tông Khang đã bị lời của đối phương khích tướng, nếu chạy như vậy sau này sẽ chẳng còn mặt mũi mà nhìn bọn họ. Hắc Mẫu Đơn gấp đến độ rậm chân, ném ống tay áo rách xuống, chỉ có thể cùng Đoạn Hổ và Ngô Tam Lượng căng thẳng đứng xem. Lôi Tông Khang cắn răng nói, chỉ một trường, Ngưu Hữu Đạo gật đầu, một trường. Lôi Tông Khang quát, xem trưởng đây, không nói hai lời, người đã xông ra, một trường đánh ra, áo quần như hữu đạo không gió mà bay, hai tay chống trên chuôi kiếm bỗng nhiên cuốn lại, đánh ra một trường. ầm, um, hai trưởng chạm vào nhau, một tiếng vang vọng, hai mắt lôi tông khang đột nhiên mở to, cảm thấy không đúng, trên cánh tay của đối phương có hai lực đạo hoàn toàn khác biệt đang nhanh chóng xoay tròn, khuếch tán trường lực của hắn ta đánh ra khiến trường lực của mình không cách nào tập trung đánh tan lực đạo kia. trong lòng giật mình, cái quỷ gì vậy? càng khiến lòng hắn ta hoảng loạn hơn là một lực đạo xoắn ốc cực kỳ bá đạo trong trường lực đối phương đang ngang nhiên rót vào trong cơ thể hắn ta. Lôi tông khang đạp đạp lui lại, hai mắt trừng trừng, lực đạo xoắn ốc rót vào trong người hắn ta đã một phân thành hai, xâm phạm lục phủ ngũ tạng của hắn ta. Trong lúc hắn ta liên tục lui ra sau, nửa gương mặt nhanh chóng trở nên đỏ bừng, nửa gương mặt trắng bệch, thậm chí nổi lên xương trắng. chương 204, Văn tự bán mình Phụt, lôi tông khang không cách nào khống chế được quái lực trong cơ thể phun ra một ngụm máu tươi thân thể như một cái ngã ngửa trên mặt đất như hữu đạo đưa lòng bàn tay lên từ từ đặt lên lòng bàn tay khác trước người áo quần bay phần phật trên người rủ xuống thật sự tu vi của hai người tranh lệch không lớn hắn có thể tiếp một trường mà đứng nguyên vị trí bất động cao thấp giữa hai bên lập tức trở thành tranh lệch rõ ràng không đơn thuần vì càn khôn trưởng bá đạo của hắn nguyên nhân hắn dám đánh cực là vì hắn đã xem càn khôn hóa kình trong càn khôn quyết Đương nhiên, cùng với tu vi của hắn tăng lên, uy lực của càn khôn trưởng bây giờ cũng càng thêm tinh tiến, bước kế tiếp có thời gian phải nghiên cứu tu luyện thân pháp càn khôn na di. Thấy lôi tông khang nửa gương mặt đỏ bừng, nửa gương mặt ngưng xương, viên phương vô cùng vui vẻ. Cuối cùng đã có người chia sẻ tư vị này với lão rồi. Đám hắc mẫu đơn giật này cả mình, đều không ngờ thực lực của lôi tông khang và nghiêu hữu đạo tranh lệch lệch to lớn như thế, ngay cả một trưởng của nghiêu hữu đạo cũng không tiếp nổi. Kinh khủng hơn là, Nghiêu Hữu Đạo vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Sợ hãi tràn ngập thể xác tinh thần, cuối cùng đã hiểu vì sao Nghiêu Hữu Đạo lại có tự tin đến vậy. Ba người lách mình tới đỡ Lôi Tông Khang, lúc này trong miệng Lôi Tông Khang không ngừng nôn ra máu. Hắn ta liều mạng thi pháp áp chế quái lực trong cơ thể, một lạnh một nóng đồng thời xâm nhập lục phủ ngũ tạng khiến hắn ta khó thích ứng, nửa người nóng hổi, nửa người xương lạnh càng lúc càng dày. Ba người không kịp nghĩ nhiều, Tranh thủ liên thủ thi pháp hóa giải giúp hắn ta nếu không tính mệnh của Lôi tông khang rất đáng lo ngại. Tiếng lộc cộc đến gần, ba người ngẩng đầu, Ngưu Hữu Đạo đang chống kiếm làm gậy chậm rãi đi tới, đứng trước mặt ba người. Ngưu Hữu Đạo ở trên cao nhìn xuống nói, ta nói rồi, có thể tiếp một trưởng của ta, ta sẽ buông tha cho hắn, không tiếp được. Còn phải cứu sao? Ta không muốn làm khó các ngươi, các ngươi không muốn lưu lại thì đi đi, hắn phải lưu lại. Ba người nhìn nhau, lo nghĩ, trước đó nếu bốn người chạy trốn có lẽ còn có cơ hội giờ phải mang theo một lôi tông khang trọng thương thế này chắc không ai có thể chạy thoát được hắc mẫu đơn đột nhiên quay người trực tiếp quỳ gối trước mặt nghiêu hữu đạo cầu khẩn nói đạo gia ngài là người từng trải sự đời không cần phải so đo với những nhân vật nhỏ như chúng ta xin ngài thương xót bỏ qua cho hắn có được không lôi tông khang vô lực liếc mắt thấy hắc mẫu đơn quỳ xuống vì mình cảm xúc kích động lại phụt ra một ngụm máu tươi nghiêu hữu đạo lão hùng người thấy thế nào Viên phương đang nhặt kim phiếu nhét vào ngực nghe vậy sách đao đi tới, hắc hắc nói, thứ không biết chết sống, dám ám toán đạo gia. Đạo gia, thù này đã kết, không nên lưu hậu hoạn. Người sát tâm quá nặng, ta không thích chém chém giết giết. Nghiêu hiểu đạo khinh bỉ một câu, quay đầu nhìn về phía mấy người nói, có điều hắn nói cũng không phải không có đạo lý, đúng là không nên lưu lại hậu hoạn bên người. Hai lựa chọn, hắn lưu lại, các người đi, các ngươi lưu lại, hắn đi. Đến mức độ này, lựa chọn thế nào gần như không phải do đám hắc mẫu đơn quyết định nữa họ khó mà mở miệng được lôi tông khang mập mờ một tiếng ta đi ba người hắc mẫu đơn trầm mặc vẻ mặt phức tạp nghiêu hữu đạo đồng ý ta chữa thương cho hắn thả hắn đi sau này mạng ba người các ngươi là của ta sau này phải nghe theo hiệu mệnh của ta không đồng ý ta lấy mạng hắn ba mạng đổi một mạng hơi lỗ rồi các ngươi nên cân nhắc kết quả lôi tông khang kia liên tục lắc đầu nhưng nghe vậy ngược lại càng thúc đẩy hắc mẫu đơn nàng cắn răng gật đầu nói, ta đồng ý. Đoạn hổ cũng gian nan gật đầu, ta đồng ý. Ngô Tam Lượng gật đầu, mời đạo gia chữa thương cho hắn. Nghiêu hữu đạo, đều quyết định rồi, vậy viết huyết thư, ký lên văn tự bán mình đi. Lôi tông khang ư ư lắc đầu, mặt đỏ bừng chảy nước mắt. Ba người hắc mẫu đơn thần sắc ảm đạm, lấy giấy trong tay nãi ra, cắn đầu ngón tay, viết huyết thư đồng ý, lần lượt đưa văn tự bán mình đến. Nghiêu hữu đạo nghiêng đầu ra hiệu một chút, viên phương để phòng tiến lên, thu từng tờ văn tự bán mình, sau khi kiểm tra liền hì hì gật đầu với Nhiêu Hữu Đạo. Nhiêu Hữu Đạo khua tay nói, các người tránh ra, ba người lui lại, tránh ra đến một bên. Nhiêu Hữu Đạo thuận tay đưa kiếm cho viên phương ở bên, một tay kéo lôi tông khang lên, một trưởng nhấn ra sau lưng hắn ta. Chờ một lát, bên đỏ bừng và ngưng xương trên mặt lôi tông khang đều tiêu tan, tinh thần lôi tông khang rõ ràng dần hồi phục. Chát, Nhiêu Hữu Đạo vỗ một trưởng, lôi tông khang lảo đảo ngã về trước miệng hộc ra một ngụm máu trong khối băng có sen lẫn máu bốc lên khói lạnh trên mặt đất thứ này được phun ra khí thức của lôi tông khang lập tức thông suốt lưng còng chậm rãi đứng thẳng dậy nhìn mấy người hắc mẫu đơn cuối cùng dưới cái nhìn chăm chú của mấy người hắc mẫu đơn chậm rãi quay người đi về phía tòa kỳ của mình trèo lên phóng ngựa chạy mấy bước lại quay trở lại bỏ qua nghiêu hữu đạo đi đến trước mặt ba người hắc mẫu đơn lấy ra một túi hương nhỏ ném cho hắc mẫu đơn nói với ba người lưu tiên tông đưa cho ta hương nhị Cả đường ta luôn đánh dấu, chắc bọn hắn sắp đến rồi, các người mau chóng rời khỏi nơi này đi. Ba người nhìn nhau, cùng chắp tay, im lặng, bảo trọng. Lôi Tông Khang thúc ngựa quay người xông ra khỏi rừng núi. Niu Hữu đạo với Viên Phương tới, lấy ba tấm văn tự bán mình lại, nhưng đầu nói theo dõi sát một chút. Viên Phương dạ một tiếng, thả người bay đi, ẩn nấp trên sườn núi, quan sát khu vực trống trải bên ngoài. Lật ba tờ văn tự bán mình, Niu Hữu đạo tiện tay đưa cho Hắc Mẫu đơn hắc mẫu đơn ngạc nhiên hỏi đạo gia đây là nghiêu hữu đạo cất giúp ta đừng vứt ba người sửng sốt hai mặt nhìn nhau có ý gì đúng lúc này viên phương lại lách mình nhẹ nhàng quay lại vẻ mặt nghiêm túc nói đạo gia người đến rồi hình như lôi tông khang đang đụng đầu bọn hắn có thể là người của lưu tiên tông chúng ta đi nhanh đi nghiêu hữu đạo nhanh chóng lách người đi lướt về phía đồi núi đám hắc mẫu đơn đuổi theo thấy nghiêu hữu đạo đang quan sát người tới hắc mẫu đơn sốt ruột nói đạo ra đi nhanh đi bị phát hiện sẽ không đi được đâu nghiêu hữu đạo không hề có ý định hoảng hốt rời đi mà tiếp tục nhìn chằm chằm quan sát hắn không nghĩ nếu bị phát hiện sẽ không đi được hắn biết rõ lôi tông khang là gian tế còn dám dẫn đi chung không phải không có nguyên nhân để lôi tông khang tiết lộ hắn muốn đi huyện sơn hồ chính là chỗ dựa lớn nhất của hắn hắn đoán một khi lưu tiên tông biết được tung tích của hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng để hắn chạy thoát trong tình huống Kim Châu có nhiều cao thủ như vậy Tống Long còn chết trong tay hắn, hắn không tin Lưu Tiên Tông dám ứng đối qua loa, tất nhiên là triệu tập lực lượng chủ yếu hiện có để đi thu thập hắn. Nói cách khác, khi hắn mang theo đám lôi tông khang rời khỏi khách sạn yêu nguyệt, trong lòng đã nắm chắc rồi. Đương nhiên, mọi thứ đều sẽ có ngoài ý muốn, biện pháp ổn thỏa nhất ở trích tinh thành thực ra là trực tiếp đi tìm người của Thiên Ngọc Môn hoặc vạn động thiên phủ hiệp trợ. Không tìm là vì hai nguyên nhân, một là không biết Thiên Ngọc Môn và Vạn Động Thiên Phủ có để ý chuyện của hắn không. Hai là vì đích đến của chuyến đi này hắn không muốn bị lộ, ngay cả bên hải như Nguyệt hắn cũng đã thông báo, đừng để Vạn Động Thiên Phủ biết bởi vì có vài trách nhiệm e là Vạn Động Thiên Phủ cũng không muốn gánh chịu. Trước mắt chính là một chuyện ngoài ý muốn khác, hắn không ngờ Lưu Tiên Tông sẽ dùng chim tầm hương để truy lùng dấu vết. Xem ai tới, như hữu đạo quay đầu dặn dò đám hắc mẫu đơn, đám hắc mẫu đơn phóng mắt tìm kiếm, khoảng cách hơi xa, không nhìn thấy rõ sau bóng dáng dáng cưỡi ngựa trên thảo nguyên mờ mịt nhìn bốn phía chim tầm hương đáp lên vai thôi viễn không chịu đi tìm nữa tung tích hương nhị dường như đến đây là mất tích chương 205, trận chiến trên núi sáu người nhìn quanh không biết đám người nghiêu hữu đạo đi theo hướng nào nếu cứ theo đường này đi thẳng có lẽ là sẽ vào rừng núi phía trước nhưng hương nhị dẫn đường đột nhiên gián đoạn khiến mấy người nghi ngờ có phải đã xảy ra biến cố gì không thật tình không biết vì sau khi tiến vào khu rừng núi phía trước nghiêu hữu đạo đột nhiên xuống ngựa ngừng lại nên lôi tông khang nhất thời không tiện động tay động chân trước mắt mọi người. Sáu người đang bàn bạc, trong rừng núi phía trước đột nhiên có một con ngựa lao ra, hấp dẫn sự chú ý của sáu người. Lôi tông khang phóng ngựa lao ra cũng nhìn thấy bọn họ, rứt khoát chạy thẳng về phía họ, sau khi chạy tới gần một chút, nhận ra Hoàng Ân Bình và Thôi Viễn trong đám người, còn bốn người khác hắn ta không quen. Sáu người nhìn chằm chằm hắn ta chạy tới, thấy ống tay áo của hắn ta bị xé rách, trên người còn mang theo vệt máu, dáng vẻ cực kỳ chật vật, Hoàng Ân Bình trầm giọng nói, xảy ra chuyện gì? Lôi Tông Khang lắc đầu, lúc ta động tay động chân bị bọn hắn phát hiện, may là các huynh đệ trước kia nhớ tình cũ, giúp ta ngăn cản Ngưu Hữu Đạo, ta mới thoát thân được. Hoàng Ân Bình vội hỏi, Ngưu Hữu Đạo đâu? Lôi Tông Khang xoay người chỉ, ở trong rừng núi phía trước, không biết đã đi chưa? Đi, Hoàng Ân Bình phất tay dẫn đầu phi thân từ trên lưng ngựa đi, mấy người khác cũng bay theo. Lôi Tông Khang do dự một chút, cũng phi thân lên theo. Nưu Hữu Đạo mấy người kia bay tới, tảng đá trong lòng Nưu Hữu Đạo căn bản đã đặt xuống. Hắn lo sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có cao thủ chí mạng chạy tới, giờ xem ra hình như cũng chẳng cần phải sợ hãi bỏ chạy rồi. Hai kẻ đi đầu là Hoàng Ân Bình, Thôi Viễn, đằng sau là liệt chiến binh và Diêu Hữu lượng đệ tử Linh Tú Sơn hai tên sau cùng là Phương Đức và Phương Thiếu Quần đệ tử Phù Vân Tông. Hắc mẫu đơn nhanh chóng nhắc nhở, sau khi thấy rõ những kẻ chạy tới dường như nàng cũng yên tâm hơn. Đoạn hổ và ngô tam lượng không kìm được nhìn như hữu đạo, người có thể lưu họ lại chắc hẳn cũng không sợ những người này. Có điều mấy người không rõ lôi tông khang cùng quay về là có ý gì, là bị ép bất đắc dĩ hay vẫn quyết định đứng cùng phía với mấy người của lưu tiên tông. Sau khi được xác nhận, như hữu đạo không ẩn nấp nửa mà lách mình ra, chống kiếm đứng ở sườn núi, chờ đợi viên phương cảnh giác đám hắc mẫu đơn, cũng theo ra. Đám Hoàng Ân Bình bay đến dưới đồi núi thì dừng lại, nhìn đám nghiêu hữu đạo đứng trên sườn núi, không ngờ những tên này chẳng những không chạy mà còn dám công nhiên lộ diện chờ bọn hắn. Hoàng Ân Bình, thôi viễn đưa tay ra sau lưng lấy cặp song Nguyệt Luân xuống. Liệt chiến binh, siêu hữu lượng rút hai sợi roi kim loại mềm trên eo xuống. Phương Đức và Phương Thiếu Quần song song rút kiếm, lôi tông khang phía sau cùng cũng rút kiếm ra. Hoàng Ân Bình cầm Nguyệt Luân chỉ, nghiêu hữu đạo, thúc thủ chịu trói có thể bớt phải chịu khổ đấy hắn ta vừa dứt lời lôi tông khang ở sau đột nhiên lộ vẻ dữ tợn vùng kiếm chém trái chém phải liên tục với khoảng cách gần như vậy phương nước và phương thiếu quần trở tay không kịp a à, bên hông phương nước phun máu suýt chút nữa bị chém ngang lưng hét thảm một tiếng sau khi bị hạ độc thủ phương thiếu quần vội vàng lách mình né tránh y phục ở eo bị quẹt rách da thịt nhìn thấy máu chỉ bị thương ngoài da một trưởng lực vô hình đánh ra Lôi tông khang cách không chạm một trường, trước đó vốn đã bị thương, một trường này làm hắn ta một lần nữa phun ra một ngụm máu, liên tục lui ra sau. Phương Đức đã ngã xuống đất, Phương thiếu quần lách mình nhào về phía lôi tông khang, lôi tông khang vung kiếm trong tay chỉ còn cách đưa lên chống đỡ. Đám hoàng ân bình đột nhiên quay đầu lại, không ngờ lôi tông khang lại to gan lớn mật như vậy. Mắt thấy lôi tông khang nguy cấp, không cần chào hỏi, hắc mẫu đơn, đoạn hổ và ngô tam lượng ba người cùng bay đến giải cứu. Hoàng Ân Bình xông ra đầu tiên, bốn người mặc kệ phương thiếu quần phía sau, trong nháy mắt cùng liên thủ xông về phía Ngưu Hữu Đạo trên sườn núi. Bọn hắn biết nặng nhẹ, không muốn bị đám hắc mẫu đơn dây dưa để Ngưu Hữu Đạo thừa cơ chạy thoát. Ngưu Hữu Đạo bên này chỉ có một mình, chính là cơ hội tốt để bọn hắn hạ thủ, chỉ cần bắt được Ngưu Hữu Đạo tức là đã lập được công lớn. Tránh sang một bên nhanh đi, Ngưu Hữu Đạo nghiêng đầu hét lên, Viên Phương đang khiếp đảm nghe vậy liền rụt đầu lại, vội vàng lẩn đi hai nguyệt luân xoay tròn đang lao tới như hữu đạo chống kiếm trước người không tránh không né cánh tay vung lên keng một tiếng hàn quang ra khỏi vỏ thuận tay đánh vào trong những quang ảnh lộn xộn hoa mắt trong những tiếng len ken trong nháy mắt đã đánh bay hai nguyệt luân vỏ kiếm cắm trong mặt đất để lại trên sườn núi người theo kiếm quang bay đi như hữu đạo bay lên không trung đâm kiếm về phía hoàng ân bình lao tới đầu tiên hoàng ân bình vung một nguyệt luân khác ngăn cản ken, tiếng sắt thép va chạm vang vọng Hoàng Ân Bình giật nảy mình, sau khi Nguyệt Luân chạm vào kiếm phong của đối phương, lực đạo mình phát ra dường như không chút ảnh hưởng gì đến đối phương, một đạo hàn quang thuận thế lách tới, suýt chút nữa dọa cho hắn ta hồn phi phách tán. Cổ tay Nưu Hữu đạo lắc một cái, mũi kiếm đã vẩy ra một đạo hoa máu trên cổ Hoàng Ân Bình, đầu Hoàng Ân Bình bay giữa trời. Nưu Hữu đạo gần như đồng thời bay lên đá một cước lên bụng Hoàng Ân Bình giữa không trung, trực tiếp đá bay Hoàng Ân Bình ra ngoài. Thôi viễn thấy tình thế không đúng vội ném một nguyệt luân khác trên tay ra cứu nhưng vẫn chậm mất rồi. Còn kiếm quang của Ngưu Hữu Đạo mang theo máu lắc một cái, kiếm đâm nghiêng đánh bay nguyệt luân đang phóng tới, chân đạp Hoàng Ân Bình mượn lực lại trực tiếp lăng không chuyển trướng lao về phía Thôi viễn. Hai bóng roi điên cuồng gào thét chát chát xoắn tới cấp cứu, đánh về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo lăng không lộn người lắc kiếm đâm liên tục đẩy roi thép đánh tới đi nhưng hai sợi roi thép linh hoạt như rắn, vẫn có thể lăng không chuyển hướng cuốn tới lần nữa, giống như rắn độc, ép khoái kiếm của Ngưu Hữu Đạo liên tục ngăn cản. Thôi Viễn lộ vẻ mặt dữ tợn, nhân lúc Ngưu Hữu Đạo không để ý được bên này đánh một trường vào đầu Ngưu Hữu Đạo. Trong lúc rối loạn, Ngưu Hữu Đạo một tay huy kiếm len keng ngăn cản, một tay vội đánh ra một trường tự cứu. Bịch, trong kình phong bốn phía, hai mắt Thôi Viễn đột nhiên trừng lớn, cảm giác của y lúc này giống hệt với Lôi Tông Khang trước đó, cả người bị đánh bay ra ngoài rơi xuống mặt đất. Sợi roi dài cũng bị Ngưu Hữu Đạo huy kiếm đánh rất xuống, mượn lực quất to lớn, người nhẹ như yến, cả người phóng lên tận trời, nhanh chóng thoát khỏi sự dây dưa của bóng roi hỗn loạn. Doạt, liệt chiến binh và diêu hữu lượng gần như đồng thời vung roi quật lên mặt đất. Mặt đất dầm một tiếng đánh ra hai cái hố, liệt chiến binh và diêu hữu lượng mượn lực của một đòn này một lần nữa tung người lên không trung, vung roi đuổi sát nghiêu hữu đạo đang bay trên trời, rũ ra bóng roi lăng lệ đánh thẳng lên trên. Nghiêu hữu đạo lên đến đỉnh thì thế đã hết liền lật người lao xuống, kiếm quang tản ra quang ảnh như hoa sen nở rộ đón lấy bóng roi liên miên đan sen bên dưới. Trong tiếng len keng, bóng roi và kiếm quang đồng thời dừng lại, kiếm trong tay như hữu đạo cùng quấn hai sợi roi thép lại. Liệt chiến binh và diêu hữu lượng lôi mạnh roi dài, giống như bị quấn chặt, không cách nào lôi ra được, như hữu đạo vặn kết kiếm trong tay, hai cước dẫm lên hai sợi roi trái phải. Ba người đứng giữa trời lôi kéo cùng rơi từ trên trời xuống. Vừa đến mặt đất, liệt chiến binh và diêu hữu lượng phối hợp ăn ý, nhanh chóng giao thoa chạy vòng thật nhanh tới định dùng roi thép chói Ngưu Hữu Đạo lại. như Hữu Đạo định rút kiếm thì phát hiện bảo kiếm bị hai người này dùng sức kéo sợi roi thép kẹp chặt lại, nhưng đầu liếc mắt nhìn liệt chiến binh, trong mắt lộ ra tia lạnh lẽo, mặt đầy sát khí hung hãn nhanh chóng răng kiếm thoát thân, bắn người nhào về phía liệt chiến binh. Ầm, um, trong nháy mắt hai người va chạm một trường. Trong lúc kịch chiến liệt chiến binh không có thời gian để ý tình hình thôi viễn nếu không chắc chắn liệt chiến binh không dám tiếp một trường này. chương 206, cùng chơi. Siêu hữu lượng phát hiện bên sư huynh không bình thường, lực đạo lôi kéo của hai bên mất cân bằng, lúc này như hữu đạo đã quay người đánh tới. roi bị quản chế, trong khoảng cách gần như vậy, dưới tình thế cấp bách, siêu hữu lượng cũng chẳng có lựa chọn nào khác, nhưng vứt bỏ đồng môn chạy trốn hậu quả nghiêm trọng. Trong lúc vội vã, vì để sư huynh có cơ hội rút roi ra, siêu hữu lượng buông lỏng roi ra, dùng toàn bộ tu vi đánh ra một trường, lăng không đánh tới như hữu đạo cứng đối cứng đánh một trường bịch siêu hữu lượng trợn tròn hai mắt liên tục lui ra sau dường như hiểu ra gì đó nghiêu hữu đạo đã xoay người quay về một chân đá sợi roi quấn quanh bảo kiếm ra thuận tay cua tới kéo sợi roi trên cỏ đầu những ngọn cỏ bị quét nhanh vạch ra một cơn sóng cỏ lao về phía đám hắc mẫu đơn đang chém giết đám hắc mẫu đơn liên thủ vẫn không phải đối thủ của phương thiếu quần nhưng mấy người không liều mạng với phương thiếu quần mà chỉ dùng cách chiến đấu liều chết bám lấy hắn ta hy vọng có thể ngăn chặn hắn ta chờ nghiêu hữu đạo tới mấy người không cùng phương thiếu quần cận chiến, cỏ vụn trên thảo nguyên bay loạn, kiếm khí tung hoành. Lôi tông khang liên tiếp thụ thương tổn thương không nhẹ đã không còn tư cách tái chiến với phương thiếu quần, chỉ có thể đứng từ xa nhìn để không làm vướng víu. Ba người hắc mẫu đơn đứng thành hình tam giác vây lấy phương thiếu quần điên cuồng bổ ra từng đạo kiếm khí công kích. Loạn kiếm của phương thiếu quần đánh tan kiếm khí đánh tới, đồng thời từng đạo kiếm khí tung ra ép ba người phải tự vệ, tuy nhiên hắn ta cũng không thể làm gì được ba người ba người không tới gần hắn ta, hắn ta phóng về phía ai, người đó nhanh chóng rút lui ra sau, hai người khác lại truy sát đến công kích hắn ta. Ba người không hổ là cùng đi với nhau nhiều năm, phối hợp hết sức ăn ý, tiến thối hỗ trợ không hề rối loạn. Cục diện bế tắc mau chóng bị phá, trong lòng phương thiếu quần đại loạn, thậm chí hơi thất kinh. Bọn hắc mẫu đơn dĩ nhiên phát hiện ra nguyên nhân, cảm thấy quả nghiêu hữu đạo không khiến bọn hắn thất vọng, chỉ mới một chút công phu đã giải quyết sạch những kẻ khác, rút kiếm giết tới đây. Bình thường Ngưu Hữu Đạo có vẻ hiền hòa, thỉnh thoảng còn nói mấy câu không thích chém, chém chém giết giết gì đó. Đây là lần đầu mấy người thấy Ngưu Hữu Đạo lộ ra gương mặt sát khí hung hãn như vậy, giống như tội phạm, đằng đằng sát khí kéo kiếm vào tới. Nhiều người như vậy đều không phải là đối thủ của Ngưu Hữu Đạo, Phương Thiếu Quần vô cùng luống cuống, xoay người bỏ chạy. Hắc mẫu đơn hét lớn một tiếng, cuốn lấy hắn. Ba người hợp kích lập tức không thèm đếm xỉa, không còn địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến, liên thủ điên cuồng tấn công, làm cho phương thiếu quần không thể chạy trốn. Ngưu Hữu đạo vào tới nhanh như chấp sông thẳng vào trong trận chiến, loạn kiếm đánh tan kiếm khi phương thiếu quần bổ ra, trong nháy mắt đã dồn đến sát. Phương thiếu quần lập tức lắc kiếm toàn lực đánh trả, keng, hai kiếm va chạm vào nhau, phương thiếu quần kinh hãi, lực đạo giống như châu đất xuống biển nhanh chóng bị một cỗ lực đạo quỷ dị trên thân kiếm đối phương hóa giải. Một kiếm của Ngưu Hữu đạo thuận thế đâm xuyên đến, vẩy kiếm một cái, lại thuận thế đâm thẳng một cổ tay cùng với kiếm mang theo máu bay đi kiếm quang dừng lại cổ tay phải bị đứt của phương thiếu quần ào ào máu tươi tay trái trong lúc rối loạn nắm chặt trường kiếm đâm xuyên qua ngực mình cúi đầu nhìn trường kiếm đang đâm xuyên qua tim mũi kiếm lộ ra sau lưng máu me đầm đìa phương thiếu quần chậm rãi ngẩng đầu đang muốn nhìn về phía nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo mặt mũi vô cùng độc ác lại phi cước đá vào ngực hắn ta trực tiếp đạp hắn ta bay đi rút kiếm cầm nơi tay mắt lạnh lẽo nhìn bốn phía mũi kiếm nhỏ từng giọt máu xuống bãi cỏ Đám hắc mẫu đơn kinh ngạc đứng nhìn, còn chưa kịp phản ứng sau một kiếm vừa rồi, một kiếm đã đánh chết phương thiếu quần. Như hữu đạo trật huy kiếm hướng về phía đồi núi, mấy người quay đầu nhìn lại. Thôi viễn lắc lư đứng dậy, lảo đảo chạy trốn. Viên phương không biết từ đâu chạy tới, tinh thần hung hẳn, cái loại bị đánh cho đứng không vững này lão không sợ, lão nâng giới đao phóng tới định giết chết. Kết quả bị như hữu đạo chỉ một cái, viên phương ngượng ngùng dừng lại, lại cười hì hì chạy trở về sườn núi liệt chiến binh và diêu hiếu lượng cũng lảo đảo bỏ đi tốc độ đó căn bản không thể chạy thoát đơn thuần chỉ là vùng vẫy dẫy chết thôi nghiêu hiếu đạo kéo kiếm chậm rãi bước đi trầm giọng nói thu thập một chút vì sao người ba phái liên thủ tìm mấy kẻ còn sống hỏi rõ những gì cần hỏi vâng hắc mẫu đơn đáp ứng phất phất tay mấy người lập tức làm theo viên phương chạy trở về hai tay dâng vỏ kiếm lên hắc hắc cười bồi nói đạo ra nghiêu hiếu đạo hơi vẩy vết máu trên kiếm vẩy vẩy kiếm vỏ kiếm trong tay viên phương lật không rơi xuống. Trường kiếm nhấc lên đâm vào rơi xuống vỏ kiếm, thuận tay lật kiếm chống ngay trước mặt, hắn đứng sừng sững trên đám cỏ, sát khí trên mặt dần tan đi, sắc mặt dần khôi phục bình thản. Bầu trời xanh, đồng cỏ minh mông, gió thổi cỏ dạp như sóng biếc. Dường như ngửi được mùi máu tươi, mười mấy con kền kên bay vòng vòng trên không trung. Như hữu đạo đứng chống kiếm giữa bãi cỏ nhìn về phía xa. Bên kia hắc mẫu đơn đã hỏi rõ tình hình chạy đến bẩm báo nghiêu hữu đạo hỏi cao thủ kim đan kỳ của ba phái tọa đường đã đi vào giờ hợi tối qua hắc mẫu đơn gật đầu thôi viễn nói vậy đối chứng khớp với lời khai của diêu hữu lượng như hữu đạo liệt chiến binh không khai sao hắc mẫu đơn sống chết không chịu mở miệng sẽ nghĩ cách để cậy miệng hắn ta có điều có thể cần chút thời gian như hữu đạo không cần lãng phí thời gian với hắn khai thì giữ lại không chịu khai giết rõ hắc mẫu đơn đáp ứng lại dâng lên một tay nãi đạo ra đây là tài vật lục soát được trên người bọn chúng. Các người tự xử trí, như hữu đạo nhàn nhạt một tiếng, không hề hứng thú đối với mấy đồ này. Hắc mẫu đơn cũng không nói thêm gì, nhấc tay nãy rời đi, đến bên cạnh liệt chiến binh rút kiếm ra một kiếm đâm xuyên qua tim. Với những chuyện thế này, hắc mẫu đơn đen ăn đen đã quen không hề có chút nương tay, có điều nàng ta không hiểu như hữu đạo còn lưu hai tên còn sống kia làm gì. Như hữu đạo đi tới, bảo người kéo thôi viễn và diêu hữu lượng đến, kiếm lẫn vỏ kiếm trong tay cùng cắm vào bãi cỏ, hai trưởng ấn lên sau lưng hai người. Phụt, đợi hai người phun ra hai khối băng máu, như hữu đạo lại ra tay phong bế huyệt đạo hai người, cầm kiếm nơi tay nói, trói lại. Đoạn hổ và ngô tam lượng dùng sợi roi thép mềm trói chặt hai người lại. Viên phương tuân theo ý như hữu đạo, đi dắt sáu con ngựa phía xa tới. Như hữu đạo nhận một con, lật người lên ngựa, chỉ lôi tông khang vẻ mặt mất mát đang ngồi cách đó không xa, đưa hai tên còn sống ra sau đồi trông coi cho kỹ, chờ chúng ta quay lại lời vừa nói ra ba người hắc mẫu đơn sững sờ sắc mặt chợt vui mừng nhận ra ý tứ khác trong lời nói của ngưu hữu đạo hắc mẫu đơn vội kéo lôi tông khang quát mắng còn không mau làm theo phân phó của đạo gia vẻ mặt lôi tông khang phức tạp đứng dậy chắp tay với ngưu hữu đạo rõ đi ngưu hữu đạo thúc ngựa bỏ đi đám hắc mẫu đơn lần lượt nhảy tót lên ngựa xoay ngựa rồi nhanh chóng đuổi theo lúc đuổi kịp ngưu hữu đạo phát hiện hình như đang trở về đường cũ hắc mẫu đơn kinh ngạc nói đạo gia chúng ta đang đi đâu vậy nghiêu hữu đạo lạnh lùng nói trích tinh thành a à, mấy người giật nảy cả mình đoạn hổ vội nói đạo gia lại về trích tinh thành chẳng phải là trở về hang cọp sao giờ hợi tối qua bọn hắn đi thời gian hẳn là đủ cho chúng ta dùng nghiêu hữu đạo hỏi một đằng trả lời một nẻo mắt nhìn phía trước ánh mắt có chút lạnh lại lòi ra phù vân tông và linh tú sơn thật sự coi lão tử là bùn nặn à đến mà không trả lễ sao được, ta phải cùng bọn hắn chơi thật vui. chương 207, cướp sạch, mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn nhau không nói gì. Cả nhóm phóng ngựa chạy ra khỏi thảo nguyên, lại tiến vào sa mạc, sau đó lại đến chuồng ngựa dưới núi, sắc trời đã chuyển tối. Ném ngựa vào chuồng, cả nhóm 5 người lại một lần nữa bay lượn trốn vào dãy núi mênh mông. Lúc bầu trời đen tối lấm tấm sao, mấy người trở về trong trích tinh thành đèn đuốc lác đác. Trên đầu ba người hắc mẫu đơn, Nguyệt Điệp đang vỗ cánh chiếu sáng. Cửa hàng Lưu Tiên Tông ở đâu? Nghiêu Hữu Đạo hỏi một câu, mấy người dường như đã hơi đoán ra hắn muốn làm gì, trong lòng hơi run rẩy, có điều vẫn dẫn đường cho hắn. Lúc đến cửa hàng Lưu Tiên Tông, thấy bảng không buôn bán treo trên cửa, Nghiêu Hữu Đạo không thèm để ý đến người qua lại trên đường, đi tới đưa tay nhấn lên cửa, thì Pháp đẩy chốt cửa bên trong ra, trực tiếp đẩy cửa vào. Mấy người cùng vào trong, ba người hắc mẫu đơn điều khiển Nguyệt Điệp bay lượn trong phòng nghiêu hữu đạo đóng cửa một cái lên tiếng nói dọn dẹp đi thứ gì đáng giá mang đi hết ba người nghiêu hữu đạo chảy mồ hôi phát hiện vị này đúng là đến cướp sạch cửa hàng lát nữa lưu tiên tông không phát điên không được làm chuyện này thực sự là bước lên thuyền hải tặc rồi viên phương vui vẻ hai mắt sáng lên bước nhanh tới xoẹt trực tiếp giật một tấm màn làm tay nãi bắt đầu nhanh chóng lấy những linh thảo trên kệ hàng bỏ vào tay nãi đám hắc mẫu đơn đành phải làm theo nhanh chóng đi nhặt thứ đáng giá trên tay nghiêu hữu đạo nhấc lồng chim đặt ở quầy ba con chim tầm hương đang ở trong nhìn đông nhìn tây bản thân nghiêu hữu đạo cũng dò xét trong ngoài một lát sau bốn người lần lượt thu thập một tay nãi cầm trên tay gặp nhau ở tiền đường nghiêu hữu đạo nhấc lồng chim trong tay bên trong có mấy con kim xí dùng để đưa tin phất tay dẫn đám người rút lui mấy người lần lượt vác tay nãi đi ra ngoài bên ngoài người qua lại bọn hắn lại công nhiên đi cướp sạch cửa hàng một môn phái ai nấy đều hãi hùng khiếp vía mấy người nhìn nhìn như hữu đạo hình như hắn làm mãi chuyện này thành quen tập quen thì thấy bình thường giống như không có việc gì cả đóng cửa lại không nói còn treo bảng không buôn bán lên rồi mới dẫn mấy người công khai rời đi mấy người tiếp tục lần lượt quang lâm cửa hàng của phù vân tông và linh tú sơn trong cửa hàng của linh tú sơn sau khi đem tất cả đồ đạc vơ vét được phân loại chỉnh lý thành mấy tay nãi lớn xong như hữu đạo phất tay đi đi đến các cửa hàng lớn bán đồ đi ngô tam lượng vội nói đạo ra bán cho các cửa hàng lớn cùng lắm chỉ bán được nửa giá. Như hiểu đạo, mắt nhìn xa chút đi, đừng chỉ nhìn chằm chằm mãi mấy đồng tiền lẻ này không buông. Đoạn hổ giờ khóc giờ cười nói, đạo ra, đây cũng không phải là tiền lẻ, trong đó là những linh thảo hiếm có giá trị không nhỏ đâu. Vác cái bao lớn thế ngươi không mệt à, như hiểu đạo vứt lại một câu, trực tiếp mở cửa đi ra. Mấy người đi thẳng đến cửa hàng linh tông chuyên bán linh thảo, thật sự bán đổ bán tháo, người ta chỉ chịu mua lại nửa giá nhưng nghiêu hữu đạo căn bản không quan tâm bán đổ bán tháo thì bán đổ bán tháo bán toàn bộ đi cầm kim phiếu rời đi trường quỹ và hỏa kế của hàng đưa mắt nhìn quay đầu nói nhỏ không biết những người này lấy ở đâu nhiều linh thảo như vậy đám nghiêu hữu đạo ngựa không dừng vó lồng chim thì ném cho cửa hàng vạn thú môn một đống kim xí chỉ bán cho người ta nửa giá vũ khí bán cho khí vân tông còn chưa bán được nửa giá người ta định giá bao nhiêu bán bấy nhiêu nhiều hữu đạo bảo viên phương giữ lại vài trùy thủ tốt tốt. Dạo xong mấy cửa hàng, sau khi đồ đạc đã bán hết, thống kê lại khoản thu nhập có được tổng cộng hơn 120 vạn kim tệ. Chỉ có 120 vạn, gần như rời sạch cửa hàng ba môn phái, nhiều đồ như vậy, mới 120 vạn. Đám hắc mẫu đơn đau lòng đổ máu, số lượng càng lớn chứng tỏ lỗ càng nhiều, trà đạp, quá trà đạp rồi. Ngẫm lại vài ngày trước, bọn hắn vì 10 vạn kim tệ bị bức cho không cách nào chịu được, chỉ trong chớp mắt lại tiêu xài như vậy, chuyển biến lớn như vậy hơi không hợp thói thường, bản thân không cách nào chấp nhận được. Phiên cương vốn vẫn còn đang vui mừng, phát tàu lớn rồi. Nhưng sau khi nghe đám hắc mẫu đơn nói, biết đồ bị bán đổ bán tháo nửa giá cũng phiền muộn, ở Nam Sơn tự hãm hại lừa gạt mấy năm mới được mấy trăm kim tệ, chỉ chớp mắt đã mất đi bao nhiêu cái chùa lớn rồi. Rõ ràng là kiếm được một khoản lớn nhưng mấy người đi theo sau nghiêu hữu đạo đều ủ rũ, sự nơm nớp lo sợ lúc đi cướp đều quên hết sạch, trong đầu chỉ còn lại cảnh trưởng quỹ mấy cửa hàng thu mua mừng rỡ không khép miệng được. Mãi cho đến khi rời khỏi trích tinh thành, cả đám nhảy vào dòng sông thì ai nấy mới tỉnh táo lại. Sờ soạn trong nước không tìm được đúng phương hướng, xuôi dòng thẳng xuống dưới. Đợi tới khi ra khỏi nước bước lên bờ, nhiều hữu đạo nhìn tinh tượng phía trước phân biệt phương hướng rồi lại ngẩng đầu nhìn tinh tượng, tìm đúng phương hướng rồi thì lấy ra một hạt hương nhị lôi tông khang đưa bóp nát vứt xuống mặt đất cả đám lại một lần nữa hồng hộc lao đi, không dùng nguyệt điệp chỉ mượn ánh trăng để đi. Đám nghiêu hữu đạo tỉnh thần từ 120 vạn lại nhìn nghiêu hữu đạo bay lượn phía trước, tâm trạng vô cùng cảm khái. Cả một đời muốn chết muốn sống, hãm hại lừa gạt làm không ít chuyện xấu, không ít lần suýt mất đầu nhưng nhìn người ta kìa, cũng là làm chuyện xấu nhưng chỉ làm một lần đã bằng bọn hắn làm không biết bao nhiêu lần. Nhất là hắc mẫu đơn, chính mắt thấy một bức họa của nghiêu hữu đạo họa giá trị 10 vạn kim tệ, giờ lại thấy tình cảnh cướp sạch cửa hàng ba môn phái mà gần như không chút hoang mang, ngay cả mắt cũng không chấp cái nào nàng ta gần như có thể khẳng định, một hai vạn kim tệ đối với bọn hắn thì lớn chứ đối với vị đạo gia này mà nói, chỉ e là chẳng đáng kể gì. Mấy người đột nhiên phát hiện, như hiểu đạo người ta giờ cũng là tán tu, nhưng vì sao người ta không oán không giận làm một tán tu chứ? Khai tông lập phái thoát thận phận tán tu có quan trọng không? Vì 10 vạn kim tệ không cần mặt mũi đi cầu xin người ta có đáng không? Viên Phương cũng buồn bực, giờ mới phát hiện Nghiêu Hiếu Đạo nói ánh mắt lão thiền cận, không phóng khoáng không sai chút nào, kiếm chút tiền xây chùa khó làm sao. Sao cứ phải lo lắng chuyện này, nhóm người này, trải qua lần này mấy thứ nho nhỏ đã thật sự chẳng thèm để mắt tới nữa, không nói tầm mắt đã cao hơn, tâm đã lớn hơn là thật. Đi ra khỏi dãy núi, một lần nữa đi vào trụ ngựa, lấy tòa kỵ đã gửi, năm người phóng ngựa đi sâu vào sa mạc. Ra khỏi sa mạc lại vào thảo nguyên, phi thật nhanh trở về ngọn đồi kia. Ghim ngựa dừng trước ngọn đồi, Ngưu Hữu Đạo cảnh giác nhìn chung quanh, nói: "Đi hai người xem thử tình hình." Đoạn Hổ và Ngô Tam Lượng phi thân từ lưng ngựa, đáp lên sườn núi, bay vào trong núi. Chỉ chốc lát sau, Đoạn Hổ phi thân trở về, đáp xuống trước ngựa nói: "Đạo gia, người đều còn, không vấn đề gì." Lúc này Ngưu Hữu Đạo mới phi thân lên, cả đám một lần nữa bay đến lưng núi thì thấy Ngô Tam Lượng đi đang đứng sóng vai với Lôi Tông Khang, Thôi Viễn và Diêu Hữu Lượng bị trói ngồi dưới đất dưới mấy con nguyệt điệp chiếu sáng nghiêu hữu đạo hất cằm ngô tam lượng kéo hai người trên mặt đất dậy nghiêu hữu đạo đối diện với hai người thần sắc huệ oải bình tĩnh nói vừa rồi chúng ta trở về trích tinh thành may là có tình báo của hai người chúng ta mới biết cửa hàng ba phái không có ai cho nên chúng ta đã dọn sạch ba cửa hàng rồi thôi viễn và diêu hữu lượng trợn mắt há hốc mồm đám này còn dám quay về trích tinh thành còn dám hai người thật sự không dám tưởng tượng hậu quả sau khi sư môn phát hiện Lôi Tông Khang cũng ngẩn người ra, nhìn về phía hắc mẫu đơn, người sau khẽ gật đầu, hắn ta tin rồi, tên này vậy mà dám cướp sạch cửa hàng ba phái ở Trích Tinh Thành. Cướp sạch cửa hàng Trích Tinh Thành, đây là chuyện trước kia hắn ta có nghĩ cũng không dám nghĩ, còn một lần ba cửa hàng. Ngẫm lại hơi điên cuồng, xem ra đám huynh đệ này của mình cũng tham dự. chương 208, lấy ơn báo oán. Thôi viễn cắn răng nói, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Nghiêu hiểu đạo, các ngươi yên tâm, con người ta không thích chém giết, huống hồ các ngươi giúp ta phát tài, cho nên ta sẽ không làm khó các ngươi. Phất tay ra hiệu, thả bọn hắn ra. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đoạn hổ ngạc nhiên, đạo ra, thả bọn hắn. Ta nói lời giữ lời, thả. Nghiêu hữu đạo rất khẳng định, đoạn hổ và ngô tam lượng nhìn nhau, đành phải tháo sợi roi mềm buộc chặt trên người cả hai. Nghiêu hữu đạo chỉ chỉ, cấm chế cũng giải đi. Đoạn hổ và ngô tam lượng lại nhìn nhau rồi làm theo lời nghiêu hữu đạo, Hai tên tù binh trọng thương chưa lành, bên này cũng không lo lắng hai người có thể gây ra sóng gió gì. Có điều tất cả mọi người không thể hiểu được, sao phải lưu lại họa ngầm, cứ trực tiếp giải quyết bớt đi biết bao nhiêu việc, người tự sưng sưng không thích chém chém giết giết, chúng ta làm là được, chúng ta rất vui được cống hiến sức lực mà. Nhưng lời nói của Ngưu Hữu Đạo đã dần có uy lực trong đám người, hắn đã nói vậy, mọi người cũng không tiện nói gì, chỉ theo ý hắn mà làm. Đừng nói bọn hắn, ngay cả Thôi Viễn và Diêu Hữu Lượng cũng cảm thấy khó tin. Trước đó hai người muốn lấy mạng Nghiêu Hữu Đạo, vậy mà Nghiêu Hữu Đạo có thể thả bọn hắn đi. Hai người hoạt động gân cốt đã hơi tê, đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Siêu hữu lượng, Nghiêu Hữu Đạo, chúng ta rơi vào nông nỗi này đã không còn gì để nói, muốn chém muốn róc thịt thì làm đi, không cần giả mèo khóc chuột. Nghiêu Hữu Đạo chống kiếm, giang hồ cưới ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được, đi là đường, gặp là bạn. Ta vẫn câu nói đó, ta không thích chém chém giết giết, thích kết giao bằng hữu, thích hòa khí nên nếu không phải thế bất đắc dĩ ta cũng sẽ không động thủ tóm lại mặc kệ các ngươi tin hay không các ngươi yên tâm chuyện cướp sạch cửa hàng ba phái chúng ta sẽ không lộ ra ngoài một chữ cũng sẽ không tiết lộ tin tức do các ngươi khai bởi vì chúng ta không cần thiết gây thêm phiền toái của mình cho nên hai vị cứ yên tâm trở về môn phái của mình đi thấy hai người hình như vẫn không tin như hiếu đạo lại cười nói sau khi hai vị trở về nếu sợ không tiện báo cáo cứ nói thế này nói là ta bắt hai vị truyền lời hy vọng ba phái dơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng. Bản thân hai vị thích thêm mắm dặm muối thế nào cho hoàn hảo ta đều không để ý. Có điều hai vị xuất sư bất lợi có lẽ sẽ chịu chút chỉ trích, cái này ta không thể giúp các vị được, tự các vị nghĩ cách đi. Dứt lời hắn nghiêng người nhường đường, đưa tay mời, tạm biệt, không tiến. Hai người nửa tin nửa ngờ, cẩn thận từng ly từng tí đi ra qua đám người. Đi không được bao xa, như hiếu đạo bỗng lên tiếng, hù hai người nhảy một cái, tưởng hắn đổi ý, hai vị ngựa phía người đừng đụng vào, chúng ta phải dùng, các ngươi vẫn nên đi bộ trở về đi. Ngoài ra, chuyện lôi tông khang phản bội tốt nhất cũng đừng nhắc đến. Bên cửa hàng ta động tay động chân một chút, các ngươi đừng biến khéo thành vụng mình hại chính mình. Hai vị, thuận buồm xuôi gió, thứ cho không tiến xa được. Thôi viễn, siêu hữu lượng nhẹ nhàng thở ra, bước chân tăng tốc, cuối cùng bay lên ngọn đồi, sau khi đáp xuống thảo nguyên quả nhiên không động đến mấy con ngựa kia. Hoảng hốt chạy trốn, sợ nghiêu hữu đạo sẽ hối hận nên nhớ tên này lúc đầu động thủ đã muốn lấy mạng người ta rồi sau ngọn đồi hắc mẫu đơn vẫn hơi khí tin đạo ra thật sự thả bọn hắn đi vậy sao oan ra nên giải không nên kết như hữu đạo vân đạm nhẹ nhàng nói hắc mẫu đơn cười khổ nói đạo ra rộng lược chỉ là bọn hắn chưa chắc đã lĩnh tình như hữu đạo bình tĩnh nói vậy lấy ơn báo oán cũng được tóm lại kết giao nhiều bằng hữu không phải chuyện xấu hắc mẫu đơn vỗ vỗ chán có chút không hiểu được suy nghĩ này đây mà coi là lấy ơn báo oán sao? Người ta có thể coi ngươi là bằng hữu mới là lạ. Như hữu đạo không dây dưa thêm với nàng ta về chuyện này, quay đầu ra hiệu nói, đem cả mấy con ngựa trước đó đã cưới tới đây, trên đường đổi ngựa đi đường. Còn cả vật phẩm đưa tin của ba phái, đừng làm rơi đấy. Mấy người ra khỏi rừng núi, đến thảo nguyên dưới ánh trăng. Như hữu đạo bảo viên phương cầm địa đồ đến, sau khi xem xét, chỉ một chỗ hỏi, tình hình độ vân sơn các người ai nắm rõ mấy người suy nghĩ một chút đoạn hồ nói độ vân sơn cách nơi này không xa lắm cùng lắm một ngày là có thể tới nơi ngô tam lượng trong độ vân sơn tụ tập không ít yêu tu chúng yêu do xạ yêu vân cơ cầm đầu độ vân sơn coi như địa bàn của vân cơ vân cơ cũng là cao thủ trên đan bảng triệu quốc từng tụ tập vài tu sĩ trừ yêu nhưng địa thế độ vân sơn phức tạp quanh năm bị mây mù lượn lờ thêm nữa trong núi mạng nhện dày đặc rất khó trừ tận gốc cứ diệt đi diệt lại nhiều lần làm cho chẳng thể yên ổn Vân Cơ cũng chịu không được, có lời đồn, Triệu Quốc và Vân Cơ đã đạt hiệp nghị bí mật gì đó, đại khái hai bên không có ý định xâm phạm lẫn nhau, thế nên mới yên bình cho đến giờ. Đây không phải thứ Nghiêu Hữu Đạo muốn nghe, những thứ này hắn đều đã đọc được trên Thượng Thanh Thập Di Lục, hỏi, nghe nói Vân Cơ không màng thế sự, quản độ Vân Sơn là Vân Hoan nữ nhi của bà ta, có lời đồn Vân Hoan này cực kỳ tham tài, thấy lợi quên nghĩa, không biết có phải hay không. Hắc Mẫu Đơn nói, gần như vậy, còn về chuyện có phải cực kỳ tham tài, thấy lợi quên nghĩa hay không thì phải xem lại. Tình hình độ Vân Sơn bày ra đó, tài lộ có hạn, ai quản người đó khó khăn, mấy hành vi của Vân Hoan cũng không khó lý giải. Nhiều hiểu đạo khẽ vuốt cầm, nhìn mấy người, ai quen người của độ Vân Sơn. Cả đám sững sờ, hắc mẫu đơn nhìn hai bên, thử hỏi, nếu nói thật sự quen trên danh nghĩa hẳn chúng ta đều không quen, nhưng độ Vân Sơn cách đây không xa lắm, từng gặp vài tiểu yêu trong núi là chuyện rất bình thường. Bắt chuyện cũng có, không biết thế này có được tính là quen không? nghiêu hữu đạo hứng thú nói cứ biết nhau là được rồi có biết tên không có một hai tên hắc mẫu đơn khẽ gật đầu mang theo nghi hoặc nói đạo gia hẳn là người muốn đi độ vân sơn nghiêu hữu đạo hẳn là không đi không được ném địa đồ cho viên phương thu lại lấy một viên đan ra bóp rồi ném xuống đất lật mình lên ngựa gào to một tiếng đi thôi đám người ngạc nhiên đều nhìn nhìn viên đan trên đất rồi cũng lật mình lên ngựa theo cả đám phi nhanh trong màn đêm hắc mẫu đơn đuổi kịp nghiêu hữu đạo hỏi đạo gia hẳn người muốn mượn tay độ vân sơn đối phó ba phái đạo gia thứ cho ta nói thẳng e là độ vân sơn sẽ không làm việc này nghiêu hữu đạo người nghĩ nhiều rồi đi là đường giao là bằng hữu đi tắt qua bảo địa người ta thì bái phỏng một chút kết giao thêm vài bằng hữu không phải chuyện xấu nhìn hát mẫu đơn nói nhỏ với Nhiêu hữu đạo trước mặt lôi tông khang đi sau cùng trầm mặc Nhiêu hữu đạo không tiếp nhận hắn ta cũng không đuổi hắn ta đi hắn ta bị các huynh đệ lôi kéo đi chung lão lôi không nên nghĩ nhiều. Ngô Tam Lượng thả chậm tốc độ, đi song hành, an ủi một tiếng. Dưới ánh trăng, Thôi Viễn cùng Diêu Hữu Lượng lướt ra ngoài thảo nguyên, thở hồn hển dừng lại, nhìn phía sau, cảm thấy hẳn là không ai đuổi theo nữa thì bắt đầu chậm rãi đi bộ trên khách sạn. Bị trọng thương, linh đan trên người đều bị thu sạch sẽ, cũng thật sự bay không được nữa nên phải đi chậm rãi, từ từ khôi phục. Cảm giác thoát khỏi nguy hiểm, hai người cuối cùng cũng có tâm tư để cân nhắc chuyện sắp phải đối mặt bọn hắn không thật sự cướp sạch cửa hàng của ba nhà chúng ta đấy chứ. Siêu hữu lượng hỏi một tiếng, nhìn thời gian thì cũng có chút khả năng, hình như hắn cũng không cần thiết phải nói điều với chúng ta về chuyện này. Thôi viễn buông tiếng thở dài, có nằm mơ cũng chẳng ngờ lá gan của Ngưu hữu đạo lớn như vậy. Hắn còn dám chạy về trích tinh thành cướp sạch ba cửa hàng, sớm biết như thế sao có thể để lộ những chuyện kia chứ. Giờ thật sự bùn vàng dính đúng quần, không phải phân cũng là phân. chương 209, hàng ở đâu? siêu hữu lượng, làm sao bây giờ? Như hữu đạo thật sự sẽ giữ bí mật chứ? Nếu chuyện này lộ ra, ta và ngươi sẽ là phản đồ của sư môn. Hậu quả chúng ta không gánh vác được đâu. Thôi viễn, ngươi có ý gì? Muốn chạy trốn, nếu như hữu đạo thật sự muốn tiết lộ, ta và ngươi dù có muốn chạy trốn, sư môn há sẽ buông tha chúng ta. Sau đó sư môn tất nhiên sẽ truy sát chúng ta đến cùng, tránh được cả đời sao. Người phản bội sư môn đi đến đâu cũng bị người ta nghi ngại đấy. Siêu Hữu Lượng, vậy ngươi nghĩ sao? Thôi Viễn, ta cảm thấy, Như Hữu Đạo nếu thật sự muốn giết chúng ta chẳng đáng phải lòng vòng như vậy, cần thiết sao? Siêu Hữu Lượng, cứ như vậy thả chúng ta đi, Như Hữu Đạo tốt bụng như vậy sao ta cứ thấy là lạ, thật sự giấu giếm theo lời hắn nói sao? Thôi Viễn, ngươi không muốn sống, có thể không giấu giếm. Giọng Siêu Hữu Lượng lập tức run rẩy, vậy chuyện này chúng ta phải nói rõ ràng, muốn giấu giếm thì cùng giấu giếm, một người không giấu, người kia cũng không thể đậy được hai người đi trên sa mạc nhỏ to bàn bạc, trích tinh thành, cao thúc thông lưu tiên tông, lưu sâm phủ vân tông, võ tiền hạo linh tú sơn, ba người cả đường phong trần mệt mỏi, dẫn chúng đệ tử một nắng hai xương đuổi theo gấp, cuối cùng lại chạy trở về trích tinh thành. Người bên cạnh đã ít đi một chút, bọn hắn cũng đề phòng nghiêu hữu đạo dương đông kích tây, mỗi bên lưu lại hai đệ tử tiếp tục chạy tới huyện Sơn Hồ, lỡ như nghiêu hữu đạo thật sự đi huyện Sơn Hồ thì sao? Mười canh giờ, một mực bôn ba qua lại trên đường, cái tư vị bị người ta dắt mũi này thật sự không hề dễ chịu. Nhưng không còn cách nào khác, không tận lực, không tiện báo cáo. Cả nhóm đi thẳng đến cửa hàng Lưu Tiên Tông, bảng không buôn bán treo trên cửa bị cao túc thông gỡ xuống, đẩy cửa vào, Nguyệt Điệp bay vào lượn vòng. Chim tầm hương trong lòng đang líu díu nhảy loạn, Lưu Sâm và Võ Tiền Hạo đi đến trước quầy nhìn chăm chăm. Lực chú ý của cao túc thông đang đặt ở kệ hàng gần cửa ra vào, ánh mắt đảo qua kệ hàng trống rỗng, kiểm tra khắp nơi một hồi thì phát hiện cửa hàng trống rỗng. Những người khác cũng phát hiện ra dị thường, Liêu Sâm nói, có phải đã giấu hết đồ rồi không, dù sao đều phải ra ngoài hết mà. Cao Túc Thông lập tức lục tung cửa hàng một lần vẫn không tìm được nơi giấu đồ, cuối cùng đi tới trước giá binh khí, sờ tay lên chỗ trưng bày trường thương cùng trường đao, sắc mặt có chút ngưng trọng. Liêu Sâm và Võ Tiền Hạo nhìn nhau, đoán ra tâm tư lão. Nếu thật sự dâu đồ rồi thì sao không thu gom trường đao và trường thương này? Thật tình không biết, là Nghiêu Hiếu Đạo cảm thấy những thứ này dài quá khó khiêng đi, không tiện nên không cuốm đi luôn. Phó tiền hạo nhấc lồng chim lên, chim tầm hương này có việc gì vậy? Cao túc thông nhìn sang, cao mày, cũng thấy khó hiểu. Bọn Hoàng Ân bình hẳn đã đuổi theo, trên đường đi hương nhị có lẽ đã bị chim tầm hương nhặt được, sao chim tầm hương trước mắt còn có phản ứng? Chim tầm hương này vì lý do ổn thỏa nên mới mua ở bên vạn thú môn. Theo vạn thú môn nói, mỗi chim tầm hương khi được thuần dưỡng lúc nhỏ đều được phối với loại hương nhị dẫn đường khác nhau, lúc bán ra đều phối đôi để bán. Mỗi một đợt chim tầm hương phải cách vài năm mới xuất hiện hương nhị và chim tầm hương giống nhau được bán ra, sẽ không bị người khác mua phải hương nhị mà dẫn đường sai. Về phương diện này, có lẽ vạn thú môn sẽ không đập vỡ chiêu bài của mình. Thật tình không thể hiểu được, Cao Túc Thông quay đầu quát, lập tức đưa tin hỏi bọn họ xem chuyện gì xảy ra. Rõ, đệ tử bên cạnh lập tức làm theo. Cao Túc Thông quay lại đối mặt với Liêu Sâm và Võ Tiền Hạo, trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn phải đi một chuyến. Liêu Sâm và Võ Tiền Hảo khẽ gật đầu, không tiếp tục không được, ba phái liên thủ, nếu để cho Ngưu Hữu Đạo chạy, vậy việc này sẽ trở thành trò cười lớn, sau này e chẳng còn tư cách gì chấn giữ ở trích tinh thành, chắc là phải trở về trông coi sơn môn rồi. Huống chi, hai phái đều có đệ tử đuổi theo, mặc kệ cũng không thích hợp. Trong lòng hai người nói thầm, có chút oán trách cao túc thông, việc này Lưu Tiên Tông các ngươi đi làm là được rồi, sao phải kéo theo cả chúng ta. Lần này kéo vào thì hay rồi, mặt mũi tống ra ở đó, người có cách nào từ chối chứ? Quyết định xong, nhấc chim tầm hương lên, cả nhóm rời khỏi cửa hàng Lưu Tiên Tông. Lưu Sâm và Võ Tiền Hạo muốn về cửa hàng của mình xem thử. Còn về cửa hàng Lưu Tiên Tông, vốn phải lưu lại người trông coi nhưng giờ cửa hàng trên cơ bản đã không còn thì lưu lại làm cái dám gì. Kết quả, cả nhóm đến cửa hàng Linh Tú Sơn xem xét tình hình quả thật là giống như đúc, cũng trống không. Lại đến cửa hàng Phù Vân Tông xem, mọi người không ai nói được ai, cũng vậy, chống không, cuối cùng trong lòng cao túc thông đã dễ chịu hơn một chút. Đi vài vòng trong cửa hàng của mình lưu sâm tự an ủi mình, chắc là đã giấu hàng ở đâu đó. Cao túc thông và võ tiền hạo cùng gật đầu, rất có thể. Theo lý, có ai lại to gan dám ăn trộm đồ ở cửa hàng trích tinh thành. Cửa hàng trong trích tinh thành được trích tinh thành bảo hộ. Nhưng trong lòng hai người đều không chắc, trong cửa hàng của người bày biện hàng hóa nhưng không có ai trông tiệp, ai lại buôn bán như vậy chứ chẳng lẽ trích tinh thành phải cử người đến coi tiệm giúp mỗi cửa hàng sao nếu như ngươi vứt đồ đi trích tinh thành còn phải giúp ngươi tra án cho dù là bên trích tinh thành hay sư môn đều nói không thông đều không thể đưa ra lý lẽ gì việc này không nên chậm trễ giờ mấy nhà đều hơi lo lắng hy vọng tốt nhất là đệ tử trong môn của mình đã giấu hàng đi nếu không hàng mất nghiêu hữu đạo lại chạy đó mới thật sự là phiền phức nếu được nghiêu hữu đạo bởi vì bắt nghiêu hữu đạo mà mất đồ còn hiểu được nếu không thì phiền phức lớn rồi Đồ cũng đã bị mất, hai nhà này cũng không cần thiết lưu đệ tử lại, đều xuất phát tập thể, cả nhóm vô cùng lo lắng rời khỏi trích tinh thành. Còn nhóm nghiêu hữu đạo sớm đã phi nhanh trên con đường lớn bằng phẳng, một con kim xí xé bầu trời đêm đuổi theo. Đoạn hổ đưa tay bắt kim xí, lấy văn kiện mật trong ống ở chân, nhét kim xí vào cái lồng chim mang theo. Mở văn kiện mật ra xem, đoạn hổ nhanh chóng vào tới trước, đưa tay giao văn kiện mật cho nghiêu hữu đạo, đạo ra, lưu tiên tông đưa tin một con nguyệt điệp bay đến trước mặt Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo xem nội dung mật tín, phát hiện tất cả đều là mật ngữ, đọc không hiểu, hỏi xung quanh ai có thể xem hiểu. Đoạn hồ nói, đây là mật ngữ của Lưu Tiên Tông, hẳn chỉ có đệ tử mới có thể trôi chảy đọc, chúng ta có thể phục hồi minh văn. Phụ hồi cái rắm, Ngưu Hữu Đạo xé nát mật tín ngay tại cổ, tận tay hất lên, mảnh giấy bay tán loạn, hắn không hứng thú đưa tin tới lui với người muốn đuổi giết hắn. Hắn giữ lại vật dẫn đưa tin của Kim Sí chỉ để xác nhận tình hình mà thôi hắn quay đầu nói với xung quanh người ba phái chạy đi huyện sơn hồ đã về đến trích tinh thành chắc đang đuổi theo rồi hắc mẫu đơn kinh hãi nói đạo gia vậy ngài còn lưu lại hương nhị dẫn đường ven đường nghiêu hữu đạo yên tâm bọn hắn đuổi không kịp hương nhị ta thích thì thả xem bọn hắn gặp chỗ ngã ba thì sẽ làm sao tranh lệch là ở đấy bọn hắn không dễ đuổi kịp vậy đâu mọi người không cần lo lắng ngoài trích tinh thành thả chim tầm hương ra cả đám người đuổi theo đuổi theo ra dãy núi Đuổi tới chuồng ngựa, cả nhóm hơn 10 người phối hợp song kỵ, luân phiên đổi ngựa đuổi theo. Một nắng hai sương, mình mông xa mà ù ù rong rồi, Nguyệt Điệp ở trước giò đường, đuổi theo hướng của chim tầm hương, hướng đi hoàn toàn ăn khớp với báo cáo của đám Hoàng Ân Bình. Sư thúc, nhóm sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng hét, cao túc thông đưa tay lên, mọi người nhanh chóng xiết cương dừng lại, lần lượt quay đầu sang. Chỉ thấy phía sau có hai người nhảy ra khỏi một cái hố, chính là Thôi Viễn và Diêu Hữu Lượng chương 210, Như hữu Đạo 1, hai người đi trên đường, nghe thấy phía trước có tiếng vó ngựa cộc cộc, thấp thoáng bóng người tới, với tình trạng cơ thể hiện tại, sợ gặp phiền phức nên lập tức chạy đến chỗ đất lõm một bên, nhảy xuống nấp. Đợi nhóm người đi qua không xa mới phát hiện là đồng môn. Hai người nhanh chóng lướt đến, hành lễ với những người cưỡi ngựa. Nguyệt Điệp bay lượn vòng quanh hai người, thấy vẻ chật vật của cả hai, ngay cả vũ khí cũng bị mất, trên thân còn có vết máu, rõ ràng bị thương. Cao túc thông quát, xảy ra chuyện gì? Đám hoàng ân bình đâu? Trên mặt thôi viễn lúc này lộ vẻ bi thống. Như hữu đạo kia thân thủ bất phàm, chúng ta liên thủ vẫn không phải là đối thủ của hắn. Hai người chúng còn bị đánh trọng thương, nhờ các sư huynh đệ liều mạng tương trợ mới có thể thoát thân trở về báo tin. Sư huynh bọn họ, e là, e là đã lâm nạn. Siêu hữu lượng khẽ gật đầu, lại nghẹn ngào lau nước mắt. Sau khi hai người thương lượng xong, cách nhiều hữu đạo dạy cho bọn hắn trở về truyền lời, bọn hắn ngẫm nghĩ rồi không dám dùng, chẳng bằng để cho người chết vĩ đại một chút, mình thoát thân cũng quang minh một chút, nếu không các sư huynh đệ chết sạch, bọn hắn làm tù binh được quay về truyền lời tình cảnh quá lung túng, ảnh hưởng tiền đồ. Phó Tiền Hạo lập tức nhảy xuống, bắt mạch cổ tay Diêu Hữu Lượng xác nhận bị thương không nhẹ thì trầm giọng nói, bên cửa hàng xảy ra chuyện gì? Lời này vừa nói ra, trong lòng Diêu Hữu Lượng và Thôi Viễn hơi hồi hộp. Tên điên Nưu Hữu Đạo kia thật sự đã cướp sạch cửa hàng ba nhà rồi. Diêu hữu lượng lau nước mắt, kinh ngạc nói, sư thúc, hàng dĩ nhiên ở trong cửa hàng. Phó tiền hạo trong nháy mắt nổi giận, nắm chặt vạt áo hắn ta, trong cửa hàng trống rỗng, hàng ở đâu. Diêu hữu lượng có vẻ hoảng sợ nói, để kịp thời chặn đường như hữu đạo, lúc xuất phát đến đây không kịp thu thập, hàng đều ở nguyên đấy không động tới. Sư huynh nói, không ai dám trộm ở trích tinh thành. Khốn kiếp, phó tiền hạo dẫm mạnh xuống đất rồi lại tung ra một cước đá diêu hữu lượng bay xa một trượt, suýt chút nữa phát điên lên, đệ tử bên dưới chết bị thương, người chưa bắt được, hàng cũng mất, chuẩn bị quay về sư môn giữ cửa thôi. Mọi người đều rất khó chịu và bực bội, cũng đoán được tình hình cửa hàng của ba nhà rồi, nhưng Cao Túc Thông vẫn chưa từ bỏ ý định, còn ôm chút hy vọng, nhảy xuống khỏi tòa kỵ, hung tận nhìn chằm chằm thôi viễn, còn hàng hóa trong cửa hàng của chúng ta thì sao? Thôi viễn quỳ sụp xuống, sư thúc, khi chúng ta rời đi, hàng vẫn ở đó. Cao Túc Thông giơ nắm đấm lên, cuối cùng vẫn buông được tay ra vỗ vào chán quá đau đầu liêu sâm bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa không nhúc nhích có lẽ lão cũng không ôm hy vọng cầu may gì tình hình cửa hàng như thế hai nhà kia không ai may mắn phù vân tông không thể có hy vọng có chuyện tốt gì lão nhìn cao túc thông hơi nghiến răng lại đương yên đương lành kéo bọn họ vào làm gì tuy ba phái đều có dính dáng một chút đến tống gia nhưng vì nhi tử lưu lộc của quản gia tống gia đang tu luyện ở lưu tiên tông nên phân phối lợi ích cũng nghiêng về phía lưu tiên tông hơn lúc này bọn họ đi theo gặp xui xẻo biết nói với ai. Cao Túc Thông đi tới đi lui vỗ chán bồm bộp, lại xoay người nhìn Thôi Viễn đang quỳ, ai dám làm ra chuyện này ở trích tinh thành. Có phải khi đi các ngươi đã để lộ tin tức không? Nghĩ cho thật ký, ai có khả năng trộm hàng đi nhất? Hàng hóa trong cửa hàng của ba nhà không hề rẻ, ước tính sơ có lẽ cũng phải lên đến mấy triệu kim tệ. Nếu có thể, đương nhiên phải cướp về. Thôi viễn lắc đầu quầy quậy, sư thúc, chúng con tuyệt đối không để lộ tin tức. Thực sự con không biết là ai trộm hàng cao túc thông chỉ chỉ con chim tầm hương trên đầu vai một đệ tử hỏi hương nhị đã xảy ra chuyện gì không phải các ngươi đuổi theo nó đến sao vì sao trên đường lại có tung tích của hương nhị dẫn dụ chim tầm hương chuyện này thôi viễn sửng sốt trong lòng đang gào thét chửi bới thằng điên nghiêu hữu đạo đang dở trò gì thế đồ trộm đi rồi còn để lại vài manh mối là ý gì nhưng y chỉ có thể ngơ ngác đáp sư thúc làm sao có thể được bọn đệ tử đuổi tới đây liều mạng chém giết với nghiêu hữu đạo thực sự không biết có chuyện gì xảy ra trong thành. Liêu Sâm ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, nói, nói vậy, rất có thể hương nhị lưu lại dọc đường có quan hệ với bọn trộm cửa hàng. Cao Túc Thông cao mày, rất có thể, lão hỏi thôi viễn, không phải hương nhị này là cho lôi tông khang kia sao? Không phải gã đi theo nghiêu hữu đạo sao? Thôi viễn đáp, hương nhị là do đệ tử tự tay giao cho lôi tông khang, chắc chắn sẽ không lầm được, cũng xác nhận là gã đi theo nghiêu hữu đạo thật. Nhưng đệ tử thực sự không biết sư thúc nói có hương nhị dọc đường là có chuyện gì. Đệ tử thực sự không biết, liêu sâm nhảy xuống ngựa, đi tới trước mặt cao tốc thông, lẽ nào là nghiêu hữu đạo quay lại trích tinh thành, lôi tông khang kia để lại manh mối thứ hai. Nhưng không đúng, làm sao bọn họ biết không có ai trong cửa hàng. Lẽ nào chúng còn có đồng bọn trong thành vẫn chăm chú theo dõi cửa hàng của mấy nhà chúng ta. Cũng không hợp lý, nếu đã biết trước, sao lại bị người của chúng ta đuổi tới sẽ không có chuyện bọn họ muốn cướp sạch mấy cửa hàng ngay từ đầu chứ không thể đâu ban đầu cửa hàng của hai nhà chúng ta không dính líu đến chuyện này ngay từ đầu chuyện này đã không hợp lý mâu thuẫn khắp nơi khả năng nào cũng có thể xảy ra mấy người ở đây không ai có thể xác định được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bị quay cuồng sắp phát hôn mê rồi phúc tiền hạo nghiêm mặt đi tới đi lui bên cạnh nói thời gian bọn họ đánh nhau và thời gian cửa hàng bị trộm rốt cuộc là ai để lại tung tích hương nhị làm rõ hai vấn đề này đại khái có thể nhìn ra được manh mối liêu sâm hỏi lại làm rõ giờ rốt cuộc là truy tra hàng hóa quan trọng hơn hay là truy sát nghiêu hữu đạo quan trọng hơn cao túc thông đáp cả hai chuyện đều quan trọng có khi chính nghiêu hữu đạo ăn trộm hàng hóa không chừng vũ huynh người dẫn người tới hiện trường kiểm tra đi ta cùng lưu huynh dẫn người tiếp tục đuổi theo hương nhị dùng kim xí giữ liên lạc không biết ý hai vị thế nào hai người gật gật đầu cả đám người lại lên ngựa ầm ầm chạy đi tới tới lui lui một hồi mấy người dần phát hiện ra có vấn đề hai đường vừa chia ra lại hợp lại hướng chim tầm hương đi chính là hướng diêu hữu lượng và thôi viễn chỉ cực kỳ ăn khớp chạy ra sa mạc chạy tới thảo nguyên tới dưới chân núi chim tầm hương đang muốn bay theo một hướng khác tạm thời bị gọi lại đám người tới hiện trường chém giết kiểm tra phát hiện quả nhiên có dấu hiệu đánh nhau thân là người trong môn chỉ nhìn một chút là có thể nhận ra dấu vết thủ pháp của đệ tử môn phái mình Siêu Hữu Lượng và Thôi Viễn không thể xác nhận được ai sống ai chết thế nào, không tìm được thi thể ở hiện trường, mà dù có đi nữa, ở nơi thế này, sợ là đã bị dã thú và kền kền chia nhau ăn từ lâu rồi. Siêu Hữu Lượng và Thôi Viễn biết chính mình cũng bị coi là đối tượng tình nghi, bằng không, họ sẽ không đến tận hiện trường kiểm tra. Xác nhận được quả thực đệ tử môn phái mình đã đánh nhau ở đây, Liêu Sâm hỏi hai người, trận đánh diễn ra vào lúc nào? Hai người cân nhắc một lúc, rồi đưa ra câu trả lời, khoảng 5 canh giờ trước. Ba người cao, vũ, liêu nhìn nhau, lâu như vậy đủ để nghiêu hữu đạo quay lại trích tinh thành hai lần rồi. Cao túc thăng trầm giọng hỏi, năm canh giờ các ngươi mới đi được một đoạn ngắn như thế. Theo lý mà nói thì nên về đến trích tinh thành rồi chứ. Thôi viễn hoảng hốt vội vàng thanh minh, bọn đệ tử bỏ chạy, nào dám đi đường cũ, chỉ đi vòng qua đường khác nên mới chậm như thế. Y chỉ vòng một vòng ra ý mình đi xa lắm, cao túc thông mắng, như hữu đạo có đủ thời gian gây án. Nếu là hắn làm, làm sao hắn biết không có ai trong cửa hàng? Ở đây đánh một hồi, lại đi vòng lại trích tinh thành trộm đồ, gan chó quá lớn rồi. Không biết tí gì mới lạ, có phải các ngươi tiết lộ tin tức không? Chương 211, Nưu Hữu Đạo 2. Thôi viễn khóc lóc nức nở, sư thúc nghi ngờ đệ tử phản bội sư môn để lộ tin tức sao? Nếu đúng là đệ tử để lộ tin tức, đệ tử đã hạ sát thủ với Nưu Hữu Đạo đó, làm sao hắn có thể thả cho bọn con rời đi? Siêu Hữu Lượng cũng vội gật gật với Vũ Tiền Hạo đầy nghi ngờ, "Đúng vậy, đúng vậy, sư thúc, chúng con may mắn lắm mới chạy trốn được, thực sự không để lộ tin tức gì." Hai người nói xong trong bụng thầm gào thét cầu mong chân tướng sự việc không bị vạch trần, nếu không, cả hai chết chắc. Nhưng họ vừa nói vậy mọi người cũng không nghi ngờ nữa. Ngẫm lại cũng phải, bắt được kẻ muốn giết mình, nào có đạo lý dễ dàng buông tha. Một kẻ điên còn dám giết cả sứ thần nước Yến, chắc chắn sẽ không kiêng kỵ gì hai gã này ánh mắt mọi người nhìn hai người hòa hoãn lại không ít làm việc cho sư môn chém giết một hồi suýt thì mất mạng kết quả còn bị người ta nghi ngờ có thể hình dung được cảm xúc của họ vũ tiền hạo vỗ vỗ vai diêu hữu lượng hữu lượng đừng để bụng việc này ngươi cũng biết là chuyện lớn rồi nhất định ta phải hỏi rõ diêu hữu lượng gật đầu tội nghiệp đáp đệ tử hiểu ba người cao vũ lưu lại tiếp tục kiểm tra đánh nhau ở đây hương nhị cũng dẫn đến đây hoàn toàn trùng khớp nào có chuyện trùng hợp như thế, lại thêm nghiêu hữu đạo có đủ thời gian gây án, muốn không tin là hắn làm cũng khó. Vấn đề tiếp theo, loại trừ hai người diêu thôi không tiết lộ bí mật vậy thì là những đệ tử khác. Hai người diêu thôi chạy thoát được, nhưng các đệ tử khác hoàn toàn có thể có người bị nghiêu hữu đạo bắt được, nên mới để lô ra vài chuyện không nên nói. Rốt cuộc là ai đã tiết lộ bí mật của ba nhà? Hiện giờ ba nhà đang liên thủ, không phải lúc đùn đẩy trách nhiệm, dễ ảnh hưởng đến hòa khí, tạm thời không xác định được, sống không thấy người, chết không thấy xác, có quỷ mới biết là ai tiết lộ. Ba người nhìn nhau, tạm thời gác chuyện này sang một bên. Kẻ này thực càn dỡ, liêu sâm nghiến răng nghiến lợi, chí ít hai phái khác còn có người sống. Ta xem kẻ này không phải đạo ra gì, có mà là kẻ trộm thì có. Cao Túc Thông trầm giọng nói, rất có thể lôi tông khang kia vẫn chưa bại lộ, vẫn đang để lại manh mối dọc đường, không nên chỉ hoãn nữa, tiếp tục đuổi theo đi. Vũ Tiền Hảo ngăn lại, rất có thể là hắn cố ý bố trí cảm bẫy dụ dỗ chúng ta. Cao Túc Thông giang hai tay, Vũ Huynh, vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Hay chúng ta bỏ đi, quên đi? Vũ Tiền Hạo lườm một cái, nói câu này không phải phí lời sao? Đúng là y muốn dừng, nhưng dừng nổi sao? Ba phái liên thủ, đã không làm gì được người ta còn tổn hại đệ tử, ngay cả sao huyệt cũng bị trộm mất, cứ như vậy mà dừng lại sao? lẽ nào đường đường là tu sĩ kim đan kỳ lại sẽ rơi vào kết cục bị biếm thành kẻ trông núi sao liêu sâm đau khổ nói hiện giờ dù là núi đau biển lửa chúng ta cũng phải nhảy vào thôi tiếp tục đuổi đi chỉ có bắt được nghiêu hữu đạo còn mong có thể tìm được đồ về ít nhất chúng ta cũng có thể lấy công chuộc tội nếu không bắt được mọi người tự cầu phúc đi nếu biết hàng hóa của mình đã bị nghiêu hữu đạo bán tống bán tháo đi phỏng chừng ba người sẽ tức muốn thổ huyết không thể tìm linh tông phái chuộc lại đồ với giá rẻ như lúc bán được Ba môn phái gộp lại cũng không bằng được thực lực của linh tông người ta. Tỏa kỵ phải giữ sức, hai người các ngươi chậm rãi đi về đi. Siêu hữu lượng và thôi xa bị thương nặng chưa lành, mang theo cũng không có tác dụng gì nên bị ném lại. Hai người nhìn theo một đám người ầm ầm bay xa dần, nhìn nhau, cùng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng lừa gạt thành công, nhìn quanh, cả hai lại chẳng biết nói gì, náo loạn nửa ngày, cả đoạn đường đi lúc trước coi như uổng công rồi, lại phải bò về từ đầu. Dưới ánh sao lấp lánh, hai người tiếp tục kết bạn với trang mà về trời sáng dần mặt trời lơ lửng phía chân trời trong một tòa trạm dịch then chốt lớn mấy người như hữu đạo phong trần mệt mỏi phóng ngựa xông thẳng vào trong lục tục nhảy xuống ngựa 12 con ngựa thở hồng hộc mấy người gọi chút đồ ăn nóng ở trạm dịch thông thường trạm dịch cũng buôn bán chút đồ ăn phục vụ khách lữ hành lui tới trong khi những người khác ăn hắc mẫu đơn được như hữu đạo ra hiệu xuống tìm dịch trưởng hỏi thay ngựa Mặc dù dọc đường đi đã đổi ngựa nhưng thể lực của chúng cũng chỉ có hạn dằn vặt suốt một đêm, thực sự không chịu nổi, nhưng nhóm người không muốn dừng lại lâu, chỉ có thể đổi ngựa. Trên đường cũng có vài trạm dịch nhỏ, nhưng trạm dịch nhỏ sẽ không nuôi nhiều ngựa như thế, chỉ có ở các trạm dịch lớn, ngựa mới được ăn no uống no. Có điều, ngựa của trạm dịch làm sao có thể so được với ngựa bên ngoài. Đây là của công, dù ngươi muốn mua, người ta cũng không chịu. Nhưng hắc mẫu đơn đẩy 100 viên kim tệ tới trước mặt dịch trưởng, mọi chuyện liền xong xuôi. Chỉ là đổi ngựa thôi, chạm dịch cũng không thiếu vài con ngựa. Hơn nữa, nhìn ngựa của người ta cũng đều là ngựa tốt, chỉ là mệt quá thôi, nghỉ ngơi là có thể khôi phục. Đây là mật xoa của triều đình, có việc công cần làm, người đổi ngựa cho bọn họ là được. Dịch trưởng gọi một dịch tốt tới, lấy bừa một lý do dặn gã dẫn hắc mẫu đơn đi đổi ngựa. Dừng lại thay ngựa một lát, đoàn người lại lao ra khỏi trạm dịch ầm ầm chạy đi. Một dịch tốt cầm chổi quét rác ngoài hàng rào cúi đầu, chờ bọn người nghiêu hữu đạo đi qua, lại quay đầu liếc nhìn đằng sau, rồi cất trổi, bước nhanh vào trong khách sạn, đến phòng của mình. Gã đóng cửa, đi tới bên giường, sốc đệm lên lấy ra một miếng giấy gấp nhỏ, vội vã mở ra, là chân dung của Ngưu hữu đạo, giống hệt bức chân dung bọn thôi viễn xem ở trích tinh thành, vốn là được in từ một khuôn ra. Dịch tốt này chính là một thành viên của điệp báo ti nước Yến, phụng lệnh cấp trên, trà trộn vào đây, chờ mục tiêu xuất hiện, không ngờ lại có thật. Nhiều hữu đạo không dự liệu được tình hình này. Hắn chỉ biết trong tay bọn Thôi Viễn có chân dung của mình, chứ không biết Tống Cửu Minh có thể nhúng tay đến cả nước Triệu, hắn cũng không ngờ nổi Tống Cửu Minh lại có thể giang lưới cả thiên hạ. Nếu biết, làm sao hắn dám công khai suốt đầu lộ diện. Đừng nói Thôi Viễn, cả phái Lưu Tiên Tông cũng không biết đến bố trí này của Tống Cửu Minh, chỉ biết lão đã phát động một vài môn phái tu hành. Trên thực tế, Tống Cửu Minh cũng không nói cho họ biết. Lợi dụng nhân viên điệp báo thi của nước Yến cài vào nước khác đâu phải chuyện có thể nói lung tung khắp nơi được nhất định phải giữ bí mật nghiêm ngặt. Mà Tống Cửu Minh dám động đến tấm lưới này chính vì lão biết rõ Tống Long không chỉ là con trai mình mà còn là sứ thần nước Yến. Giết sứ thần nước Yến, nước Yến không thể làm như không có chuyện gì xảy ra được, nhất định điệp báo ti sẽ phối hợp hành động. Ngắm bước chân dung một lát, lại nhét cẩn thận nó xuống dưới đệm giường, gã cấp tốc tới bên bàn viết thư mật báo. Sau đó, gã dẫm lên mặt bàn, mở một mảnh chân nhà, kéo lồng chim từ trên lầu cát, lấy kim xí ra nhét thư mật báo vào chân chim, gã đẩy cửa sổ, quan sát cẩn thận bên ngoài, tới khi không có ai chú ý, mới ném kim xí trên tay ra ngoài, nhìn theo đôi cánh vàng bay về phía xa xa. Phủ thành Bích Châu, bách hoa lâu oanh cả yến vũ. Phú thương toàn thiếu khang khoản đãi khách khứa bạn bè trong thành, rượu ngon món lạ đầy bàn, mỹ nhân trong lòng, ôm ấp đề huề, cùng bằng hữu cụm chén cạn ly không biết trời đâu đất đâu. Khi lão đang ôm mỹ nhân mời rượu, đột nhiên quản gia toàn kiều đi vào nhã phòng, tới bên cạnh chủ nhân cười báo lão gia có tin từ bên kinh thành lão nhấn tay vào